Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi live chat ngày hôm nay do IDP tổ chức. Mình là Hà Linh và đến từ bộ phận IELTS của IDP Hà Nội. Chắc là các bạn cũng có thể như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đồng hành cùng với mình ngày hôm nay sẽ có 3 vị khách mời rất đặc biệt. Nhưng có lẽ là chắc là xin phép các vị khách mời và các bạn thí sinh thì mình sẽ xin phép lên sóng thêm một chút xíu nữa ạ. Để thứ nhất là có thể giao lưu thêm với các bạn thí sinh. Thứ hai là để hỗ trợ các bạn thí sinh mà chưa có kịp tham gia cái buổi live chat này thì hãy nhanh chóng chọn lựa cho mình cái hình thức tham gia phù hợp và cùng tương tác với IDP nhé. Buổi live chat ngày hôm nay của IDP thì sẽ trực tiếp trên fanpage của IDP, trên link Zoom dành cho các bạn thí sinh đã đăng ký và trên YouTube. Vậy thì hãy lựa chọn cho mình cái hình thức tham gia phù hợp nhất để có thể tương tác cùng với IDP các bạn nhé. Để xem là các bạn đã tham gia đông đủ chưa nhỉ? Các bạn ạ, mình thì rất là may mắn khi mà làm việc tại IDP và có cơ hội để tham gia rất là nhiều các cái chương trình sự kiện cho giao lưu hoặc là các buổi hội thảo cùng với IDP. Và cá nhân mình thì khá là thích cái hình thức giao lưu trực tuyến như thế này. Bởi vì thực ra đâu đó thì có thể là mình sẽ không thể giao lưu trực tiếp cùng với nhau đúng không ạ? Nhưng mà về phía IDP thì cùng một thời điểm thì mình có thể giao lưu với tất cả các bạn thí sinh ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Và đặc về phía các bạn thí sinh cũng như vậy, các bạn có thể ngồi ngay tại nhà của mình thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể giao lưu trực tiếp cùng với IDP rồi. Rất là thuận giản, thuận tiện và rất là an toàn trong mùa dịch này đúng không ạ? Vậy thì thử cùng mình làm một cái khảo sát nho nhỏ nhé. Xem là các bạn thí sinh ngày hôm nay cùng tương tác với IDP đang sinh sống tại các tỉnh thành nào. Các bạn ơi, các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé, xem là mình đang sinh sống ở tại thành phố nào được không ạ? Các bạn tham gia link Zoom thì chúng ta hãy vào phần chat nhé và để lại thông tin giúp mình được không? Ok, các bạn ơi nhanh chóng nhé, bởi vì là mình sẽ chọn ra 10 bạn có tương tác nhanh nhất cùng với IDP trên fanpage hoặc là trên link Zoom để gửi tặng các bạn các phần quà rất là dễ thương. Bật mí với các bạn thì các cái chương trình quà tặng với thiết kế mới nhất thì vừa cập bến các văn phòng của IDP trong đầu tuần vừa rồi và sẵn sàng để ship tận tay cho các bạn trong thời gian ngắn nhất ngay sau cái live chat ngày hôm nay. Wow, rất nhiều, ôi rất nhanh luôn ạ. Các bạn ơi, ngoài các phần quà này nhá, mình bật mí ạ là mình còn các bạn rất có khả năng sẽ là những người may mắn sở hữu ngay cho mình một trong những bộ bút chì tẩy nổi tiếng nhất hiện nay ạ. Mọi người nhìn thấy không mọi người? Bộ bút chì này quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Bộ bút chì được coi là đắt nhất hiện nay. Nó có giá trị là bao nhiêu mọi người? Bao nhiêu ạ? Vâng, đúng rồi. Bật mí là một số có 8 chữ số đúng không? Nhưng mà rất may là toàn là các số gọi là tiểu học thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà tạm thời thì nó vẫn là bộ bút chì tẩy khá là đặc biệt đúng không ạ? Thì hy vọng là cái bộ bút chì tẩy này có thể được đồng hành trong cái quá trình ôn thi của các bạn. Vậy thì ngay lập tức hãy tương tác cùng với IDP nhé. Ok, để mình xem nào. Wow, có các bạn thí sinh đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, Đà Lạt, wow, Phú Yên ạ. Vâng, rất là nhiều các tỉnh thành trên cả nước. Thực sự thì rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm đến IDP cũng như là các cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Và cũng xin chia sẻ với các bạn thì IDP có tổ chức các kỳ thi IELTS không chỉ ở tại các thành phố lớn mà ở rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước. Nếu quan tâm đến việc tham dự các kỳ thi tại IDP ở tại các địa phương của mình thì các bạn hãy lên website của IDP và check lại xem các cái lịch thi ở tại các tỉnh thành nhé. Ok, vậy thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép được tạm thời trong hoạt động đầu tiên rất là nhanh chóng đúng không? Có 10 bạn thí sinh, các bạn sẽ được IDP, xin lỗi mình sẽ đưa tên lên luôn tại đây nhé. Và các bạn chỉ cần làm một động tác rất đơn giản thôi, hãy vào fanpage của IDP, inbox cho IDP thông tin bao gồm là cú pháp và live chat, cộng với cả họ tên của mình, địa chỉ, số điện thoại. Và ngay lập tức các phần quà xinh xắn này sẽ được gửi đến cho các bạn ngay sau buổi live chat ngày hôm nay ạ. Ok, ở trên fanpage mình thấy có bạn Thạch Anh ở tại Gia Lai, Khánh Linh tại Hà Nội, Thùy Trang tại Đà Lạt, Minh Khuê Nguyễn, em bạn Lâm Thị Diễm Kiều ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn Đạt Hoàng ở tại Hà Nội và bạn thí sinh bạn Thanh Minh Võ đến từ Bình Định ạ. Chúc mừng các bạn đã đạt đến những phần quà đầu tiên của IDP trong buổi ngày hôm nay nhé. Và bật mí là các vị khách mời của chúng ta thì có rất nhiều các câu hỏi tương tác và các hoạt động tương tác cùng các bạn thí sinh. Vậy thì hãy nhanh chóng tương tác ngay trực tiếp với IDP để thứ nhất là nhận được các cái thông tin rất là hữu ích về kỳ thi IELTS dành cho các bạn.
Và cái thứ hai là có thể nhận được các phần quà xinh xắn từ IDP nha. Rồi, thế thì không để mất thời gian của các bạn nữa, thì bây giờ ngay lập tức chúng ta sẽ tìm hiểu xem là các vị khách mời của chúng ta đang đến từ những tỉnh thành nào, thành phố nào, và hôm nay thì họ sẽ chia sẻ gì với chúng ta. Xin chào tất cả các vị khách mời ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta IDP rất là vui khi mà được đón chị Minh Nguyễn, bạn Trung Đức và chị Xuân Lê ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin phép là các vị khách mời của chúng ta sẽ chia sẻ một chút thông tin về bản thân mình nhé. Trước hết thì em xin mời chị Minh được không ạ? Chị Minh, nếu như mà các bạn thí sinh mà có quan tâm đến các chương trình hỗ trợ học thuật của IDP, các chương trình hội thảo, đặc biệt là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chắc là chị Minh là một cái tên rất rất quen thuộc rồi. Để chị Minh rất là ưu ái cho các chương trình của IDP. Xin chào chị. Chào các bạn ha, thì cô là Minh Nguyễn, thì cô đang làm giảng dạy tại IBP IELTS, thì cũng cô đã chuyên về dạy IELTS writing trong khoảng 6 đến 7 năm rồi, cho nên là có khá là nhiều kinh nghiệm để train cho các bạn học viên, mà thậm chí là từ 5.0 mà lên 7.0 writing luôn. Thì lát nữa cái phần riêng về writing ha, và nếu mà bạn nào có câu hỏi thì mình cứ đặt câu hỏi cho cô. Thì hiện là bây giờ cô đang tránh dịch ở Phú Quốc, ra chơi nhưng mà bị kẹt luôn cả tháng, thì chắc là khi nào mà có đường bay về thì mình sẽ bay về Sài Gòn. Và một không khí chống dịch em nghĩ là thời tiết là tuyệt vời đúng không chị Minh? Ok, và chúng ta sẽ đến với nhân vật khách mời thứ hai cũng rất rất là đặc biệt của IDP, đấy là bạn Trung Đức ạ. Xin chào Đức. Hello, chào chị Hà Linh, chào mọi người. Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Trung Đức và hiện nay là mình đang là một giáo viên của IELTS Trainer tại Hà Nội. Và specialty của mình thì chắc chắn là về IELTS Speaking rồi. Và IELTS Speaking thì mình hiện nay là mình đã dạy được rất là nhiều bạn học viên, từ các bạn level band thấp từ khoảng tháng 5 trở lên. Và even là những cái bạn band cao, là những cái bạn như kiểu 8.8.5 speaking, even là 9 chấm speaking luôn. Đó là mình cũng đã dạy qua các bạn rồi, và mong là hôm nay với một số những cái tips của mình thì và hôm nay mình sẽ chia sẻ, thì cũng mong rằng là các bạn có thể áp dụng cũng trong một bài thi speaking thật, và các bạn sẽ không còn sợ giám khảo nữa và có thể đạt được điểm cao và như mong muốn trong kỳ thi IELTS speaking và IELTS sắp tới nhé. Ok, cảm ơn Đức. Bật mí với các bạn thêm một chút xíu nhé. Đức thì đây là lần đầu tiên gọi là cùng phối hợp cùng với IDP cho các cái chương trình hội thảo như thế này. Nhưng mà Đức lại là một thí sinh rất là quen thuộc của IDP. Rất là cảm ơn Đức đã ưu ái lựa chọn IDP là cái nơi đồng hành cùng với cái kỳ thi IELTS trên máy tính của mình và đạt được điểm số rất 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 là ấn tượng ạ. Hy vọng là phần chia sẻ sau này của Đức thì sẽ giúp cho các bạn thí sinh có thể phần nào tự tin hơn cho cái phần thi speaking của mình. Vâng, và nhân vật khách mời cuối cùng ở ngày hôm nay ạ. Xin chào chị Xuân ạ. Xin chào Hà Linh, chào cô Minh và chào Trung Đức. Lời chào đến từ đầu cầu Hồ Chí Minh. Tôi là Xuân Lê, là giám đốc của kỳ thi IELTS của IDP tại Việt Nam và với nhiều năm làm việc ở trong lĩnh vực giáo dục trong nước cũng như là quốc tế, dõi theo cái sự phát triển của các bạn học viên tại Việt Nam và châu Á thì có thể nói là tôi rất là tự hào về học sinh Việt Nam, bởi vì là các bạn học sinh Việt Nam các bạn rất chăm chỉ, rất thông minh, rất sáng tạo và linh động nữa. Tập đoàn IDP thì chúng tôi cam kết cho sứ mệnh xây dựng nền tảng toàn cầu và kết nối cộng đồng, giúp cho học viên đạt được mong muốn về học tập và nghề nghiệp tại các quốc gia nói tiếng Anh. Và bảng điểm IELTS thì chính là một trong những cái cột mốc quan trọng trong cái hành trình đó của các bạn. Vâng, cho đồng hành cùng với Linh ngày hôm nay thì chắc là chị Xuân sẽ chia sẻ với các bạn thí sinh các thông tin cập nhật về kỳ thi IELTS ở tại IDP ở tại Việt Nam cũng như là các cái chương trình hỗ trợ học thuật của IDP đúng không ạ? Ok, thế thì xin chia sẻ với các bạn thì IDP là đơn vị rất là tự hào là đơn vị đồng sở hữu chứng chỉ IELTS, và hiện tại thì năm 2021 đã đánh dấu bước tiến 25 năm của IDP, của tập đoàn IDP ở tại Việt Nam. Và trong 25 năm đó thì IDP đã nỗ lực không ngừng để thứ nhất là có thể cải thiện được các cái dịch vụ của mình với thí sinh. Cái thứ hai là có thể đem đến với các bạn thí sinh các cái chương trình hỗ trợ học thuật một cách tối đa nhất. Chương trình mà các bạn đang xem là một trong những cái chương trình hỗ trợ học thuật thường xuyên của IDP, khi mà các bạn có thể tương tác cùng với các vị khách mời hoặc là các chuyên gia của IDP liên quan đến các thông tin về các cái kỹ năng làm bài để giúp cho các bạn có thể xây dựng cho mình một cái hành trang tốt nhất cho cái kỳ thi IELTS của mình. Nhưng các bạn ạ, ngoài các cái kiến thức về kỳ thi gọi là về academic, về học thuật ạ, thì chúng ta cũng cần phải nắm được rất là rõ các cái thông tin liên quan đến kỳ thi, ví dụ như mình nên đăng ký trước bao nhiêu ngày này, loại hình như thế nào, mình có thể nhận được những cái hỗ trợ như thế nào từ IDP. Vậy thì ngoài các cái chương trình hỗ trợ học thuật, ví dụ như các chương trình hội thảo như thế này ra, thì chắc là nhờ chị Xuân có thể update với các bạn thí sinh một số các thông tin cập nhật về kỳ thi IELTS ở tại Việt Nam cũng như là các hỗ trợ của IDP nhé.
Cảm ơn Hà Linh. IDP thì rất là tự hào là đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS, và kỳ thi IELTS thì được công nhận bởi hơn 11.000 trường đại học và nhà tuyển dụng tại các quốc gia như Úc, Canada, Mỹ, Anh, New Zealand và Ireland. Bài thi IELTS thì hiện có mặt tại hơn 140 quốc gia, và IDP IELTS cung cấp bài kiểm tra tại hơn 450 địa điểm trên toàn cầu. Một câu đố nhỏ dành cho các bạn tham gia live chat, đó là các bạn thử đoán xem trong năm 2019 có bao nhiêu bài thi IELTS được thực hiện. Tôi xin được bật mí, trong năm 2019 có tới 3,7 triệu bài thi IELTS được thực hiện trên toàn cầu. Đây là một con số rất là lớn. Và bảng điểm IELTS với điểm số mà đạt được theo yêu cầu cũng như là theo cái mục tiêu mà các bạn đặt ra thì sẽ mở cánh cửa cho các bạn đi du học, đi định cư hay là cải thiện hồ sơ cho công việc. Nhưng mà không phải chỉ với mục đích du học không thôi. Tại Việt Nam thì IELTS cũng được sử dụng như một thang điểm để tuyển, để xét tuyển đối với các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia theo hai hình thức. IELTS được quy đổi thành điểm tiếng Anh trong kỳ thi Trung học phổ thông theo thang điểm 10. Ví dụ như là tại Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia, điểm IELTS 6.0 là các bạn được quy đổi theo thành điểm 10 tiếng Anh. Và chứng chỉ IELTS được kết hợp với một hay là nhiều yếu tố khác để xét tuyển đại học. Đại học Hoa Sen thì có kết hợp giữa kết quả Trung học phổ thông và chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên. Ngoài ra thì theo quy định của Bộ Giáo dục, có hiệu lực từ năm 2020, kỳ thi IELTS mà các bạn đạt điểm 4.0 trở lên, các bạn cũng được miễn kỳ thi Anh văn và quy đổi ra điểm 10 cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Như vậy thì chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau, đó là một bảng điểm IELTS với điểm số đạt theo yêu cầu thì đó chính là một tấm bằng triệu cơ hội dành cho các bạn thí sinh. Với các thí sinh đăng ký thi IELTS tại IDP, chúng tôi dành những hỗ trợ học thuật đặc biệt để các bạn có thể tự tin tham gia dự thi. Và cái sự hỗ trợ này nó đến từ khi mà các bạn bắt đầu tìm hiểu kỳ thi IELTS cho tới khi các bạn thi xong tại IDP và nhận kết quả. Điển hình như là lớp IELTS Masterclass đã giúp cho hàng ngàn học viên tại Đông Nam Á trang bị kỹ năng làm bài thi và giúp cho các bạn có thể được nâng cao kết quả thi. Khóa học online của IDP hợp tác cùng với trường Đại học Macquarie với 30 ngày học miễn phí một kỹ năng mà bạn cảm thấy là bạn mong muốn được cải thiện nhất trước ngày thi, cũng là một trong những hỗ trợ học thuật đặc biệt mà chúng tôi mang đến dành cho học viên của chúng tôi. Và các cái buổi thi thử tại IDP cũng là một trong những cái hỗ trợ giúp cho các bạn thí sinh của mình làm quen hơn với kỳ thi và để cho các bạn cảm thấy các tự tin hơn khi mà bước vào ngày thi chính thức. Dạ vâng, cảm ơn các chia sẻ của chị Xuân ạ. À vâng, còn rất nhiều các chương trình học tập khác, xin mời chị Xuân. Rồi. Cho cái phần mà tôi vừa mới chia sẻ thì cũng rất là mong muốn được lắng nghe sự phản hồi trực tiếp từ những bạn học sinh của cô giáo Minh Nguyễn đã từng tham gia đăng ký kỳ thi với IDP, thì cô giáo Minh có thể giúp chia sẻ thêm từ các bạn học sinh của mình không? Rồi thì tại vì hiện tại là bên cơ sở của mình thì cô của cô thì cũng có là một cái đối tác vàng của IDP, thì mỗi tháng mình cũng sẽ có cỡ mấy chục bạn để đăng ký thi, thì cái việc đăng ký thi nó rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần thông qua cái agency của IDP thôi là mình sẽ đăng ký được, và mình chỉ cần provide được một cái hình ảnh gọi là cái hình chụp passport của mình á, là mọi thứ còn lại là đã ok rồi. Rồi bên cạnh đó là sau khi đăng ký xong thì IDP sẽ tạo cơ hội cho các bạn sẽ có những cái khóa học online và cũng như là những cái buổi thi thử sẽ được đăng trên những cái fanpage của IDP ha. Thì cô rất là hay khuyến khích học viên của mình tham gia vào những cái buổi thi thử qua IDP để mà mình làm quen với lại cái môi trường phòng thi, làm quen với lại cái bài thi IELTS và cái hình thức tổ chức thi, để mà đến cái ngày thi thật á, các bạn sẽ không có bị cái gọi là cái tâm lý phòng thi, và mấy bạn sẽ tự tin vào làm bài sẽ tốt hơn. Cảm ơn cô Minh. Và có một điều nữa mà cá nhân tôi luôn cảm thấy rất là tự hào, đó là các nhân viên của IELTS IDP luôn được các bạn học viên, các thầy cô giáo đánh giá cao về sự tận tâm và nhiệt tình trong việc hỗ trợ các bạn thí sinh. Còn đến khi mà các bạn thí sinh mình đã có kết quả rồi, IDP cũng hỗ trợ gửi bảng điểm miễn phí theo 5 bảng điểm tới địa chỉ mà các bạn mong muốn. Và qua thời gian, qua các năm, qua các tháng, IDP, IELTS luôn tìm cách để có thể mang đến những cái hỗ trợ về học thuật, những cái hỗ trợ trong kỳ thi, sau kỳ thi tốt nhất dành cho các bạn học viên. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Xuân ạ.
Như các bạn có thể thấy thì ngoài các cái chương trình hội thảo dành cho các thí sinh với rất là nhiều các cái topic đa dạng khác nhau thì khi mà các bạn chỉ cần các bạn có quan tâm đến kỳ thi IELTS thôi thì IDP sẽ có rất nhiều các chương trình hỗ trợ học thuật dành cho các bạn hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Các chương trình thi thử sẽ diễn ra hàng ngày ở tại văn phòng IDP ở tại các thành phố. Vậy thì hãy mau chóng theo dõi fanpage của IDP cũng như là trên website của IDP để có thể cập nhật được các cái thông tin này ạ. À, và các bạn ạ, như mình có chia sẻ lúc đầu giờ đấy thì nghe đến kỳ thi IELTS thì rất là quen thuộc rồi, gần như là bây giờ mọi người nhà nhà người người đều nghe cái IELTS rồi. Và đâu đó các bạn thí sinh mà tham dự cái buổi live chat ngày hôm nay thì cũng có thể là đã đang trang bị cho mình một cái khóa học IELTS rồi, cũng như là để cho giúp cho mình gọi là chuẩn bị một cái hành trang về kiến thức đúng không ạ? Thế nhưng mà ngoài những cái hành trang về kiến thức học thuật đấy thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu xem là với cái kỳ thi IELTS này thì các bạn sẽ ví dụ như là trong ngày thi mình sẽ dành bao nhiêu thời gian để quản lý thời gian quỹ thời gian làm bài của mình như thế nào, hoặc là các bạn sẽ cần đăng ký trước bao lâu, hoặc là có thể là các bạn đã nghe từng nghe đến việc là mình sẽ phải lựa chọn xem mình thi academic hay là general training chưa. Các cái thông tin này khá là quan trọng đó nha. Yeah, mọi người hãy cố gắng tìm hiểu thật kỹ nhé. Vậy thì trước khi mà các vị khách mời của chúng ta chia sẻ sâu hơn về các cái kỹ năng làm bài của mình thì hãy cùng với mình chúng ta sẽ tham gia một cái game nho nhỏ để xem là các bạn đã nắm được các thông tin về kỳ thi IELTS đến đâu nhé. Và các bạn biết không, như mình vừa chia sẻ là cứ tương tác này, có câu trả lời hoặc là có thành tích tốt trong các cái game này thì các bạn hoàn toàn có quà tặng nhé. Và là chắc là lại phải đưa ra một cái gọi là phần quà tặng rất là xinh xắn này đúng không ạ? Ngoài các phần quà tặng xinh xắn khác của IDP thì các bạn hoàn toàn có thể được sở hữu các cái bộ gọi là bút chì tẩy rất là nổi tiếng hiện nay. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng tham gia một cái mini game nho nhỏ cùng với Linh nhé. Xin mời bộ trận hỗ trợ của IDP ạ, các bạn có thể chia sẻ cái thông tin về game của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Mình sẽ có 10 câu hỏi khá là đơn giản thôi, thậm chí là rất đơn giản ạ. Mọi người đều đang có thể sử dụng smartphone hoặc là máy tính hoặc là laptop của mình thì hãy cùng vào đường link là joinmyquiz.com. Các vị khách mời chúng ta cũng có thể cùng tham gia cái chương trình quiz này nhé. Ok, các bạn hãy vào là joinmyquiz.com ạ. Ok, và hãy đưa vào đường code, xin lỗi, hãy nhập mã code là 583741 ạ. Các bạn marketing có thể hỗ trợ để cái đường link vào trong phần chat ở trong trên Zoom hoặc là ở trên fanpage giúp mình nhé. Mọi người hãy mau chóng tham gia nha. Những phần quà hết sức hấp dẫn ạ. Và chia sẻ với mọi người là IDP vừa mới về một đợt quà tặng vô cùng lớn với các thiết kế mới nhất vào đầu tuần vừa rồi và sẵn sàng để ship ngay lập tức cho các bạn ngay sau live chat ngày hôm nay ạ. Rồi, số lượng đang lên rất nhanh rồi ạ. Mọi người nhanh chóng vào nhé. joinmyquiz.com với mã code là 583741 ạ. Ok. Ở đây thì các bạn sẽ tham gia trả lời 10 câu hỏi khá là cơ bản về kỳ thi IELTS và sẽ trả lời liên tục nhé. Mỗi câu hỏi sẽ có trong vòng khoảng tầm 20 giây. Thế thì hãy nhanh chóng ngay lập tức là trả lời câu hỏi và sẽ đạt chúng ta sẽ có một cái bảng thành tích rất là nhanh chóng sẽ được hiện trên này sau khi mà chúng ta start cái phần quiz này ạ. Và để nhận quà thì rất đơn giản thôi. Các bạn ở trong top đầu các bạn sẽ hay inbox cho fanpage của IDP và sau đó để lại các thông tin cá nhân của mình để IDP có thể hỗ trợ gửi các phần quà cho các bạn. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Số lượng rất lớn đấy ạ. Chúng ta có rất nhiều các chiến binh đang sẵn sàng để chiến đấu với cả phần thử thách này. Rất là ngắn thôi. Ok, vậy thì xin mời bộ phận hỗ trợ của IDP. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái phần trò chơi này nhé. 1, 2, 3, bắt đầu ạ. Mười câu hỏi rất rất đơn giản thôi ạ. Toàn các câu hỏi liên quan đến kỳ thi IELTS mà mình nghĩ là đa số đều nắm được hết rồi. Để xem là các bạn đã chuẩn bị như thế nào cho cái phần DIA sắp tới của mình nhé. Mình rất là thích khi mà bắt đầu cái bảng tổng sắp nó hiện lên, nó sẽ thay đổi theo từng giây luôn đó mọi người. Ok, các bạn thí sinh của chúng ta đã bắt đầu cho phần quiz rồi đấy ạ. Các bạn thí sinh ơi, mình vẫn còn cơ hội để tham gia nhé. IDP đã có để lại đường link ở trong phần chat box hoặc là ở trên fanpage của IDP rồi đấy ạ.
Mình khá là thích khi mà tham gia cái quiz này và sau đó là thấy cái bảng tổng sắp nó cứ thay đổi theo từng giây luôn á. Mọi người trả lời rất là nhanh chóng. Nếu mọi người có gặp trục trặc gì khi mà tham gia cái game này thì hãy inbox hoặc là sẽ gửi lại các thông tin cho IDP ở phần chat nhé, để IDP có thể hỗ trợ cho các bạn. Chúng ta sẽ có khoảng 20 giây cho mỗi câu hỏi. Chắc là đủ thời gian để chúng ta có thể trải nghiệm cũng như là suy nghĩ thật kỹ cho câu trả lời của mình, đúng không ạ? Vâng, có vẻ là các vị khách mời chúng ta, chị Xuân có vẻ cũng đang rất là chăm chú cho phần quiz này, đúng không? Rồi, trong này có các câu hỏi liên quan đến các kỳ thi IELTS, ví dụ như là UKVI, Life Skill và các cái câu dạng câu hỏi khác nữa. Thường có thể là với một số bạn thí sinh thì IELTS có nghĩa là IELTS nói chung thôi. Nhưng mà bật mí với các bạn là chúng ta có rất nhiều loại hình thi đấy ạ. Và IDP thì hiện tại đang là đơn vị tổ chức và có đầy đủ tất cả các cái hình thức thi IELTS mà các bạn cần phải có cho mình. Ví dụ như là phần thi IELTS Life Skill, phần thi IELTS UKVI. Chúng ta có thể lựa chọn hình thức thi trên giấy hoặc là hình thức thi trên máy phù hợp với nhu cầu của bản thân mình. Rồi. Ok. Có vẻ là chúng ta đã hoàn thành cái phần câu trả lời này rồi, đúng không ạ? Ok. Ở trên màn hình của mình là có top 5 các bạn ngày hôm nay đã trả lời rất nhanh và chính xác cho các cái câu trả lời của phần mini game này. Mình có bạn Lộc Nguyễn, bạn Mai Thư, Phúc, Nguyễn Thanh My Việt Nam và Trần Hòa. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Các bạn hãy nhanh chóng inbox cho IDP trên fanpage của IDP các thông tin của mình, bao gồm cú pháp và live chat. Các thông tin về họ tên, số điện thoại và địa chỉ của mình, IDP sẽ gửi các phần quà này cho các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn bộ phận marketing hỗ trợ của IDP ạ. Các bạn có thể trở lại màn hình chính nhé. Trong các bảng câu hỏi này thì có một số bạn có inbox cho mình là có bạn đúng được 7 câu này, 5 câu này. Rồi ạ, số lượng cũng kha khá rồi đấy, đúng không? Các bạn top 5 thì chắc là số lượng câu trả lời sẽ lớn hơn. Mình sẽ chia sẻ ngắn thôi một số các thông tin về các cái câu hỏi ở trong này nhé. Thì các bạn nếu có quan tâm thì chúng ta cũng có thể sau đó gọi điện trực tiếp cho IDP hoặc là inbox fanpage của IDP để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm các thông tin khi mà các bạn có nhu cầu đăng ký với kỳ thi cũng như là quan tâm đến kỳ thi. Mình sẽ có các loại hình thi như sau. Hình thức thi câu hỏi đầu tiên là hình thức thi IELTS trên máy tính áp dụng cho loại hình thi nào? Thì câu trả lời là bao gồm cả IELTS thường và loại hình UKVI. UKVI là dành cho các bạn thí sinh có quan tâm và có nhu cầu muốn đi du học Anh hoặc là có nhu cầu học tập hoặc là sinh sống ở tại nước Anh thì các bạn cũng có thể sẽ quan tâm đến cái hình thức thi này. Trong kỳ thi IELTS thí sinh có được cung cấp giấy nháp không? Có không ạ? Có không ạ? Vâng, câu trả lời là không ạ. Theo quy định kỳ thi IELTS chúng ta sẽ không được cung cấp nháp nhé mọi người. Mọi người sẽ có thể tận dụng cái question booklist của mình để làm nháp và có thể nháp trực tiếp lên trên đó nhé. Kỳ thi IELTS trên máy tính sẽ có kết quả trong bao lâu? Vâng, nghe đến kỳ thi IELTS trên máy tính thì rất là quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà có lẽ là đâu đó các bạn thí sinh vẫn còn khá là lăn tăn khi lựa chọn các cái hình thức thi này. Vậy thì một lát nữa xin phép là chị Xuân sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể hơn các thông tin liên quan đến kỳ thi IELTS trên máy tính tại IDP nhé. Xem là cái hình thức thi nào thì nó sẽ phù hợp với bản thân mình. Ngoài ra thì có một số câu hỏi chung chung liên quan đến kỳ thi IELTS, ví dụ như là các bạn thi format bài thi trên giấy và trên máy tính có giống nhau hay không? Xin phép chị Xuân mình sẽ chia sẻ một chút xíu thôi, là hoàn toàn giống nhau đấy ạ. Và tí nữa chúng ta sẽ xem nó khác nhau ở đâu nữa nhé. Trong kỳ thi IELTS thí sinh có giờ nghỉ giải lao riêng hay không? Câu trả lời là không ạ. Các bạn sẽ dùng chính cái thời gian làm bài của mình để có thể tranh thủ nghỉ ngơi tại chỗ hoặc là có thể xin đi ra ngoài. Nhưng hãy lưu ý là phải dùng đúng cái thời gian làm bài của mình để xin phép đi ra ngoài nhé. Các bạn sẽ không được ra ngoài với 10 phút cuối giờ của mỗi phần thi hoặc là trong suốt phần thi listening hoặc là trong lúc các giám thị thu và phát đề. Cái thông tin này thì mình nghĩ là có thể là chúng ta chưa để ý lắm, một số bạn thì chưa để ý cụ thể lắm, nhưng đây cũng là một cái thông tin tuy rằng nó nhỏ nhưng mình nghĩ là nó có thể ảnh hưởng đến cái việc quản lý tốt cái quỹ thời gian làm bài của mình. Vậy thì hãy lưu ý nhé. Và đặc biệt ví dụ như là mình có nhận thấy là trong kỳ thi chẳng hạn, với phần thi reading thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta không có 10 phút riêng để chuyển câu trả lời của mình sang phiếu trả lời. Vậy thì hãy quản lý thật tốt với thời gian làm bài của mình để làm sao chúng ta hoàn thành cái phần thi của mình, chuyển câu trả lời phần reading trong suốt cả 60 phút làm bài của mình nha.
À, nếu có thêm các câu hỏi khác thì các bạn hãy để ở trong phần chat box, phần Q&A, ở trong phần link Zoom hoặc là trong phần bình luận ở trong trên fanpage của IDP nhé. Ok, vậy thì có lẽ là kỳ thi trong cái mini games vừa rồi thì cũng có chia sẻ các cái thông tin nhắc đến kỳ thi IELTS trên máy tính. IDP thì rất là tự hào khi là đơn vị đầu tiên mang kỳ thi IELTS trên máy tính về đến Việt Nam. Và từ đó cho đến nay thì cái kỳ thi này đã trở nên hết sức phổ biến. Và các đã đâu đó là đã đáp ứng được cái nhu cầu thi ngày càng lớn của các thí sinh trên cả nước. Tuy nhiên thì với một số các bạn thí sinh có lẽ là các bạn vẫn còn khá là lăn tăn, không biết là cái loại hình thi nào nó sẽ phù hợp với bản thân mình. Vậy thì IDP cũng sẽ có một số các cái hỗ trợ dành cho các bạn để thứ nhất là chúng ta có được các cái thông tin đầy đủ để lựa chọn xem cái hình thức thi để nó có phù hợp với mình hay không. Cái thứ hai nữa là các bạn hoàn toàn có cơ hội được trải nghiệm trước khi mà mình lựa chọn là cái hình thức thi phù hợp với mình. Vậy thì chắc là ở phần này thì xin phép là sẽ nhờ chị Xuân có thể chia sẻ thêm với các bạn thí sinh về các thông tin về kỳ thi IELTS trên máy tính nhé. Cảm ơn Hà Linh, và có thể nói là các bạn học sinh các bạn đã tìm hiểu rất kỹ về về kỳ thi và các hình thức thi, bởi vì là chị thấy là các bạn đã trả lời rất xuất sắc trong kỳ thi vừa rồi. Được, bây giờ để chúng ta có thể so sánh rõ hơn kỳ thi trên giấy và kỳ thi trên máy tính, nhiều bộ phận marketing mình dừng share màn hình để Xuân sẽ share màn hình cho các bạn học viên nha. Cảm ơn các bạn. Ok, điều đầu tiên mà chúng ta thường nói đó là giống nhau điểm gì giữa hai hình thức thi trên giấy và hình thức thi trên máy tính đúng không ạ? Nói đến sự giống nhau thì chúng ta sẽ kể đến này, nội dung cấu trúc bài thi là giống nhau này, thời gian làm bài thi là giống nhau này, các bạn có 30 phút cho bài nghe, đọc và viết 60 phút và phần thi nói của mình từ 11 cho đến 14 phút. Các dạng câu hỏi là giống nhau, cách chấm điểm là giống nhau, nguyên tắc bảo mật cũng như vậy. Và bài thi nói thì các bạn sẽ thi trực tiếp cùng với giám khảo IELTS. Hiện nay thì bài thi nói của IDP để mang đến cái sự linh động hơn dành cho các bạn học viên thì chúng tôi cũng đang áp dụng thêm cả hình thức video call tại một số điểm thi của IELTS IDP. Đó là những cái điểm giống nhau cơ bản. Vậy thì kỳ thi trên máy tính sẽ khác gì kỳ thi ở trên giấy? Thứ nhất đó là các bạn sẽ có lịch thi linh hoạt hơn rất nhiều, có rất nhiều sự lựa chọn hơn khi mà các bạn lựa chọn hình thức thi ở trên máy tính. Một ngày thì chúng tôi có thể có đến 3 ca thi và cả tuần thì có thể có đến 7 ngày thi ở trong tuần. Còn với ngày thi ở trên giấy thì chúng ta sẽ có tổng cộng lên đến 48 ngày thi ở trong năm. Như vậy là nếu như các bạn mong muốn có một cái lịch thi linh hoạt hơn thì mình sẽ lựa chọn cái hình thức thi ở trên máy tính. Điểm tiếp theo đó là sẽ có nhiều tính năng tiện lợi mà chỉ có khi mà các bạn thi IELTS ở trên máy tính thôi. Với bài thi viết chẳng hạn, bạn có thể xóa đi những cái câu văn mà bạn cảm thấy như là chưa ưng ý. Đồng thời là mình có cái chức năng đếm chữ ở trên máy tính cũng giúp cho bạn có thể ước lượng được cái độ dài bài làm của mình, mà từ đó phân chia ra thời gian làm bài hợp lý hơn. Với bài thi đọc thì các bạn sẽ được chia ra cái đề bài đọc nhỏ và bạn có thể ghi nốt hay là highlight ngay trực tiếp ở trên đề bài như là ở trên màn hình mà tôi đang chia sẻ đây. Và như vậy thì cái sự tiện lợi này nó cũng có thể hỗ trợ để cho các bạn làm bài thi tốt hơn. Mình trên máy tính ấy, thì mình còn có thể nhìn thấy được cái thời gian làm bài thi của mình còn lại bao nhiêu phút. Và như vậy thì cũng giúp cho các bạn chủ động hơn trong cái việc quản lý thời gian làm bài thi của mình. Và nếu như mà các bạn nào mà chưa tự tin về cái chữ viết tay của mình, các bạn lo lắng là có thể chữ viết của mình không được đẹp lắm chẳng hạn, thì hình thức thi ở trên máy tính thì các bạn hoàn toàn có thể loại bỏ cái phần lo lắng này ha. Một cái điểm cộng nữa của việc đăng ký thi ở trên máy tính ấy, đó là thời gian trả kết quả. Thi ở trên giấy thì mình sẽ mất 13 ngày để mình có kết quả, còn với kỳ thi ở trên máy tính thì thời gian trả kết quả của các bạn sẽ là từ 3 cho đến 5 ngày. Trong phần này thì ngay từ đầu chương trình, Hà Linh cũng đã có giới thiệu là Đức đã tham gia kỳ thi trên máy tính với IDP một vài lần. Thì Đức có thể chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế khi mà mình tham gia cái kỳ thi trên máy tính này không? Vâng, vâng, em cảm ơn chị Xuân. Thì chào các bạn, thì với là một người đã từng thi IELTS với IDP trên máy tính là 3 lần rồi. Thì và 3 lần là ở 3 năm khác nhau, là năm 2019, 2020 và 2021. Thì mình cũng đã càng ngày mình đã càng nhìn thấy rằng là cái sự tiện lợi của IELTS trên máy tính, và mình cũng suggest cho rất là nhiều các cái bạn học sinh hoặc là những cái bạn đồng trang lứa khác mà muốn kiểu có thi IELTS để có thể thi IELTS trên máy tính. Thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về những cái phần mà chị Xuân chưa nói tới. Vì chị Xuân thì đã nói được tất cả những cái điểm khác biệt rồi. Thế còn bây giờ những cái điểm mà những điểm khác biệt vậy thì nó sẽ có lợi ích gì cho các bạn học sinh, thì có thể là các bạn cũng sẽ mong muốn được là nghe. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có là trước khi mà thi đã thì chúng mình phải có một chút chuẩn bị đúng không nào? Làm gì cũng phải có chuẩn bị một tí thì vào mình không bị bỡ ngỡ. Thì ở đây thì như các bạn đã biết thì cái thi IELTS trên máy tính ấy
thì nó đã được thực hiện hoàn toàn ở trên máy tính với ba kỹ năng là đọc, các bạn kỹ năng đọc, nghe và viết. Thế nên là nếu như các bạn không quen, chưa quen hoặc là chưa biết về cách format về các phương pháp thi của trên IELTS trên máy tính thì các bạn hãy làm thử như mình. Đó là thứ nhất là các bạn có thể đăng ký các cái buổi trải nghiệm thi trên máy tính của IDP. Đợt trước thì mình thi lần đầu vào 2019 thì mình cũng có đi một lần và mình thấy là các anh chị support rất là nhanh và đúng quy trình, tất cả mọi thứ y hệt như là hôm đi thi thật đó. Và các bạn cũng sẽ được làm quen luôn trên máy tính, ví dụ như là phần đọc và phần đọc như thế nào, phần nghe thì các bạn sẽ có thể tập nghe như thế nào. Hay là phần viết thì các bạn có thể thử viết trong khoảng tầm 5 đến 10 phút để các bạn sẽ nói thử về bàn phím, về tốc độ chuột, tất cả các thứ, và các bạn có thể manage thời gian, đúng không nào? Và còn nếu như bạn nào mà không có nếu như bạn nào mà không có điều kiện để có thể đến IDP để có thể thi thử á, thì mình sẽ có, thì trên trang chủ của IDP thì cũng có một cái phần liên quan đến thực hành thử IELTS trên máy tính tại nhà, thì mình sẽ gửi link vào vào box chat cho mọi người luôn nhé. Thì mọi người có thể kiểu save link này lại để nhỡ đâu mọi người có thể muốn thi IELTS trên máy tính thì mình có thể mình có thể vào trong web đó và mình thực hành. Đó rất là đầy đủ ở trên trang web này của IDP luôn. Các bạn có thể vào đây và có được cái sự hỗ trợ nhé. Thì đó là về phần pre-test, tức là trước khi đến mình phải chuẩn bị đã, phải làm quen với bài thi đã, đúng không nào? Đó, và chắc chắn là phải tập đánh máy nhanh rồi. Nhiều bạn là sợ còn không đánh máy nhanh, không kịp đánh máy nữa, nhưng các bạn yên tâm là bàn phím của IDP rất xịn, các bạn yên tâm hoàn toàn có thể đánh máy với tốc độ như mình có thể đánh tốc độ mấy trăm từ một phút cũng được, đúng không? Đấy là mình đùa thế. Rồi, ok. Thế thì còn on test day thì trong cái ngày hôm nay thi thì các bạn sẽ có những gì, có những gì hay, có những gì tốt. Thì thứ nhất là như là chị Xuân cũng đã nói là IELTS thi trên máy tính có rất nhiều ngày thi, thế nên là các bạn tưởng tượng là trong một ngày, ví dụ các bạn chọn một ngày thi chẳng hạn, thì cái số lượng thí sinh nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cả số lượng thí sinh ở thi ở trên giấy. Tức là các bạn có những hôm mình đi thi, có một lần mình nhớ mình đi thi chỉ có đúng 6 bạn ở trong phòng thôi. Đó, 5-6 bạn ở trong phòng thôi, rất là vắng. Và hôm đó mình có thể đến sớm khoảng tầm 30 phút và không phải chờ đợi lâu trong cái phần mà check-in này. Hoặc cũng như là kiểu nhìn các bạn khác mình cũng thấy tự nhiên mình thấy lo lắng hơn á, đúng không? Thì bây giờ chỉ có vài bạn thôi và mọi thứ nó làm rất là nhanh gọn. Và sau đó các bạn có thể check-in, thì check-in do là có ít thí sinh á, thế nên là mình rất là thích IDP, đó là IDP hỗ trợ là chụp ảnh thí sinh rất là đẹp. Mình hay nhờ các chị ấy là nếu như mà em mà chưa đẹp thì chị cứ chỉnh cho em thoải mái. Thì các bạn có rất là nhiều thời gian để có thể làm cái đấy và các bạn yên tâm là các bạn có thể show bảng điểm các bạn đi các trường đại học một cách rất là thoải mái với hình ảnh đẹp như vậy. Ngoài ra thì khi mà vào phòng thi á, thì mình rất là thích ở một cái nữa là IDP, thì khi mà các bạn đi thi ở trên giấy á, thì các bạn sẽ ngồi ở một cái hội trường lớn, đúng không? Thế nhưng mà thi ở trên giấy á, thì nó sẽ là một cái phòng nó rất là vừa phải, và mỗi bạn thì sẽ có cái cách, các bạn nhau sẽ có một cái vách ngăn đó, các bạn sẽ có vách ngăn. Thì cái điều này thì có vẻ như là không có gì kiểu đáng nói lắm, thế nhưng mình lại rất là thích, bởi vì mình là một người thích là private space và mình sẽ không bị mất tập trung bởi những cái hành động của các bạn khác. Và với cái việc mà có một cái phần kiểu cái gọi là chắn ở giữa như thế thì mình có thể tập trung hơn vào bài này đó, và cũng thể giúp các bạn tốt nhất, đặc biệt là tập trung hơn vào trong phần listening chẳng hạn, đúng không nào? Và còn một cái nữa đó là khi mà các bạn nói đến cái phần listening, reading và writing, khi các bạn nhìn trên máy tính chẳng hạn, nhiều bạn là thấy là đọc trên máy tính bình thường nó dễ là bị đau mắt, đúng không? Đó, thế nhưng mà nếu như mà hoặc là nhìn nhưng mà khi mà các bạn thi trên IELTS ở trên máy tính á, thì các bạn sẽ có thể chỉnh form size các thứ và chỉnh background màu nền rất là thoải mái, và rất là nó sẽ rất là tốt cho cái thị lực các bạn mà các bạn phải tập trung trong vòng mấy tiếng liền đó. Thế nên là mình cũng recommend cái phần này cho các bạn, là đặc biệt là các bạn mà sợ bị kiểu đọc nhiều bị đau mắt hay là cái gì đấy, thì bạn yên tâm là các bạn sẽ có cách để khắc phục nhé. Và một điểm mình cũng yêu thích nữa đó là phần thi speaking, thì thường sẽ là cái phần thi sẽ được thi vào ngay trong ngày hôm đấy luôn, tức là chúng mình sẽ thi gói gọn cả 4 kỹ năng vào trong cùng một ngày, thường sẽ là như thế. Và với cái việc mà thi cả 4 kỹ năng trong cùng một ngày thì nó rất là tốt, đặc biệt cho những cái bạn nào mà các bạn ở xa, các bạn có thể lên đúng một ngày rồi các bạn có thể đi về luôn, thì nó sẽ không bị kiểu không bị bắt các bạn phải đi hai lần á, đúng không nào? Thì nó rất là tốt. Và sau khi after the test day đây là cái phần mà mình gọi là mê nhất của IELTS trên máy tính, đó là cái tốc độ trả bài. Các bạn có biết có một lần mình đi thi, mình đăng ký thi vào ngày mình đăng ký thi trước ngày thi là đúng một tuần, 6 ngày. Vẫn ok nhá, vẫn đầy đủ chỗ nhá. Nếu mà bạn mà thi giấy là có khi lúc đấy là hết chỗ rồi đó. Nhưng mà đi thi máy vẫn đủ chỗ này, và sau khi mình thi xong, và hôm đấy là thi xong là ngày thứ 6 là mình thi xong, thì đến thứ 2 tuần sau, sáng thứ 2 tuần sau đấy mình đã được gửi tin nhắn của IDP là lên nhận bảng điểm rồi. Và
Tức là các bạn thử tưởng tượng là chỉ có mất 3 ngày này, và tổng cộng từ lúc đăng ký thi đến lúc các bạn có điểm bài thi tổng cộng nó chỉ rơi khoảng tầm 10 ngày. Đó thì nó rất là nhanh. Và các bạn cứ và các bạn thấy rằng là nhờ cái việc như thế đúng không? Thế nên là nhất là đặc biệt là các bạn học sinh thi cấp 3 này, hoặc là các bạn học sinh đang ở cấp 3 này, các bạn đang muốn ôn, đang muốn nộp hồ sơ vào đại học này, cũng như là nộp hồ sơ lên các để đi du học này, thì cái việc mà thời gian mà từ đó lúc đăng ký thi đến cái lúc mà trả điểm nó nhanh như vậy ấy, thì nó rất là tốt để các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ, cũng như là các bạn có thể có thêm một chút thời gian để mình có thể ôn tập thêm một chút nữa. Đó, còn so với cả thi giấy thì các bạn đã đăng ký thi đã phải thi ký sớm rồi này, sau đó là phải 13 ngày sau các bạn mới có điểm. Đó, và nó cũng rất là mất thời gian cho các bạn nữa. Rồi, alright, thì phần lớn đấy là tất cả những cái gì mà mình cũng muốn chia sẻ ngày hôm nay. Còn nếu như mà những cái tip siêu nhỏ hơn một chút xíu nữa thì chắc là mình sẽ hẹn IDP cũng như là các bạn vào những cái buổi chia sẻ sau, cụ thể hơn về phần IELTS, về phần IELTS trên máy tính nhé. Alright, thank you, Jason. Cảm ơn Đức. Đức chia sẻ chi tiết và sống động đến mức mà chị cũng muốn đăng ký đi thi luôn. Chia sẻ không thể đầy đủ hơn được nữa đúng không ạ? Và đây chính là cái hình ảnh thực tế từ cái bàn thi trên máy tính trong phòng thi của IELTS IDP. Các bạn có thể nhìn thấy là trong cái ngày thi chính thức của mình, khi các bạn đăng ký thi trên máy thì các bạn sẽ ngồi ở vị trí như thế này, và mỗi máy tính của IDP thì đều được trang bị cái bộ lưu điện để đảm bảo tính liên tục trong suốt quá trình làm bài thi của các bạn. Tai nghe riêng biệt và chất lượng quốc tế, màn hình của chúng tôi cũng trang bị với kích thước đạt chuẩn để đảm bảo cho các bạn có thể thi tốt nhất. Và IDP Việt Nam hiện nay trong tháng 7 thì cũng đang mang lại những cái ưu đãi rất là hấp dẫn dành cho các bạn thí sinh đăng ký thi IELTS. Các bạn có thể có chương trình hỗ trợ lên tới 1,5 triệu cho cái việc đăng ký thi IELTS của mình. Và năm nay là 25 năm kỷ niệm của IDP Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái chương trình hỗ trợ, những cái chương trình hội thảo đặc biệt dành cho các bạn thí sinh nữa. Thì các bạn hãy theo dõi những cái thông tin cập nhật của IDP IELTS ở trên website, trên fanpage, và các bạn có thể gọi điện để có được cái sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ IDP IELTS tại văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vâng, cảm ơn các chia sẻ của chị Xuân, và đặc biệt là các chia sẻ không thể nào mà gọi là đầy đủ chi tiết và sống động hơn được nữa từ bạn là Trung Đức ạ. Vâng, và chia sẻ với các bạn là điểm số của Trung Đức thì cực kỳ ấn tượng sau các cái lần thi máy đấy đúng không ạ? Thực ra thì với mình, quan điểm của mình như thế này, sẽ không có cái hình thức thi nào gọi là tốt hơn hay là ít tốt hơn cả, mà sẽ chỉ có hình thức thi phù hợp với từng đối tượng thí sinh khác nhau thôi. Vậy thì làm thế nào để biết là mình có phù hợp với hình thức thi đó hay không? Thì hiện tại IDP đang có rất nhiều các chương trình hỗ trợ để các bạn có thể đến trải nghiệm trước cái bài thi trên máy tính này, để xem là cái hình thức thi mới này nó có phù hợp với mình hay không, các cái thao tác làm bài thì liệu có dễ dàng với mình hay không. Tuy nhiên thì như Đức và chị Sơn có chia sẻ, và cũng là cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, thì thực ra là nếu bạn biết sử dụng máy tính thì cái IELTS trên máy tính thì hoàn toàn rất rất dễ dàng với các bạn, và đặc biệt là nó lại còn có điểm rất là nhanh nữa đúng không, như Đức vừa có chia sẻ. Và hiện tại thì IDP cũng đang có các kỳ thi trải dài từ thứ hai cho đến chủ nhật hàng tuần, và như mình vẫn hay có đùa với các thí sinh đấy là ngày nào cũng là đẹp ngày để các bạn có thể đi thi được. Vậy thì cố gắng đăng ký sớm nhất, để thứ nhất là mình chắc chắn có chỗ cho cái kỳ thi của mình, và cũng như là mình có một cái deadline để, tức là đến cái ngày đấy là mình bắt buộc phải thi rồi, thì có lẽ là đâu đó chúng ta sẽ cảm thấy ôn thử được ôn tập. Đấy là cái cá nhân mình thôi, thì mình cảm thấy là nó sẽ cảm như thế nào nhỉ, mình có một cái deadline rồi này và chắc chắn đến ngày đấy mình phải thi, thì lúc đó mình sẽ tập trung cho cái phần ôn thi của mình một cách tối đa nhất. Rồi, đấy là các thông tin liên quan về kỳ thi IELTS ở tại IDP. Và các cái thông tin này thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể đến tham dự một số các cái chương trình hội thảo khác của IDP trước ngày thi để có thể có được các cái thông tin cụ thể hơn. Ví dụ như là mình phải đến lúc mấy giờ này, mình cần phải mang theo những cái vật dụng gì hoặc vật dụng gì không được phép mang vào phòng thi. Nhưng mà cái quan trọng nhất với các bạn đấy là chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cái hành trang các cái kiến thức về bốn kỹ năng đúng không ạ, cho cái kỳ thi IELTS. Và trong bốn kỹ năng đó thì kỹ năng writing và speaking thì thường được đánh giá là hai kỹ năng mà thí sinh ở tại Việt Nam thường gặp phải khó khăn nhất. Thế thì ở cái phần này thì chắc là chị Xuân và Linh thì chắc là có thể không giúp được mọi người nhiều rồi đúng không ạ? Thế thì chắc là sẽ xin phép nhờ đến hai vị khách mời của chúng ta, đấy là chị Minh và bạn Đức, sẽ cùng chia sẻ về các cái tips làm bài hiệu quả nhất. Và chia sẻ với các bạn nhé, trong lúc mà vừa rồi các vị khách mời có chia sẻ các thông tin nhé, thì chị Minh gõ phím rất nhanh đúng không ạ, để làm sao để có thể là đưa ra các cái thông tin trong cái link Zoom cho các bạn để trả lời các câu hỏi của các bạn liên quan đến kỳ thi. Và rất rất là tuyệt vời ạ, các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra lại các thông tin ở trong phần box chat của IDP nhé. Vậy thì chắc là trước hết sẽ xin nhờ chị Minh
sẽ chia sẻ với các bạn thí sinh một số các thông tin liên quan đến các cái cách làm thế nào để mình có thể tối đa hóa, tối ưu hóa cái điểm số writing của mình. Và sau đó thì sẽ nhờ Đức có thể chia sẻ một số các thông tin liên quan đến phần thi speaking để làm sao để đạt được cái điểm số ấn tượng như của mình nhé. Ok, và xin cảm ơn chị Minh, và xin mời chị Minh có thể bắt đầu chia sẻ ạ. Rồi cảm ơn Linh ha. Rồi chào các bạn, thì hôm nay cô sẽ bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Thì cái phần chia sẻ của cô nó là một trong những cái nỗi mà nhức nhối của tất cả những bạn thi IELTS, là mình các bạn thường xuyên đến với cô và các bạn hỏi là ok bây giờ cô ơi em không có từ vựng và em cũng không biết em phải viết như thế nào luôn. Thì cả hai cái này á, có rất là nhiều người mà người mình sẽ học riêng hai cái này với nhau, nhưng mà với cô thì cô sẽ luôn combine hai cái này lại, mình sẽ học chung với nhau ha, để mà mình maximize mình tốt nhất cho một cái bài IELTS writing của mình. Ok, rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu với cái phần trình bày của mình. Thì đây là nội dung chính, mình sẽ có 5 phần ha, nhưng mà để cô coi là thời gian nó có đủ hay không, mình sẽ cover một vài phần chính cho các bạn thôi. Đây là phần đầu tiên, thì những cái vấn đề các bạn gặp khi học IELTS writing test 2. Trong hai cái loại dạng bài IELTS đó, thì cái writing test 1 đó là một trong những cái mà nếu mấy bạn học qua học một lần một dạng bài thì mấy bạn hoàn toàn có thể deal với những cái đề task 1 khá là ok. Khá là ok. Còn với cái task 2 á, còn với cái task 2 á, thì cái là mấy bạn sẽ bị một cái nhiều một cái vấn đề hơn, thì hôm nay mình sẽ tập trung vào cái task 2 chút xíu ha. Lưu ý với các bạn là cái phần trình bày ngày hôm nay á, thì nó hơi thiên về những cái bạn mà hơi advanced chút xíu nha, tại vì cô thường là cô sẽ chuyên dạy những cái bạn mà từ cỡ mà band 5.5 and 6 lên 7 hoặc là over hơn. Thì cái khi mà mình học IELTS nó sẽ có nhiều chặng đường, từ những cái bạn mới bắt đầu cho những cái bạn mà khoảng từ 3.5, 4 chấm cho đến 5 chấm, và từ 5.5 đến 6 chấm, và 6.5 đến 7 chấm. Thì mỗi cái giai đoạn như vậy nó sẽ cần những cái input khác nhau và những cái knowledge cũng như là những cái phương pháp học nó khác nhau. Thì hôm nay thì cô sẽ hơi thi một xíu vào cái phần advanced level thôi mọi người ha. Rồi. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ có những cái vấn đề nào đây. Thì thường các bạn sẽ có bốn vấn đề chính với IELTS writing. Thứ nhất là các bạn mình không biết mình phải viết gì, thậm chí là có khi đọc đề mình cũng không hiểu đề đang nói gì luôn ha. Rồi thứ hai, khi mà thậm chí là khi mà mình đã biết là mình cần viết gì thì mình viết rất là lủng củng, thiếu liên kết giữa các câu, và cuối cùng là mình sẽ viết những câu rất là đơn giản. Có nhiều bạn á, có nhiều bạn khi mà mới đầu học với cô thì các bạn sẽ nói là trời, các bạn khi mà viết á, các bạn chỉ viết được những câu đơn thôi, ví dụ như mình có subject and verb. Nhưng mà qua một cái quá trình học một hồi á, thì những cái bạn cuối cùng mà đi thi thì nói là thật sự là trong phòng thi là em không viết được một cái câu đơn nào luôn, và em toàn viết những câu quá phức tạp. Nhưng mà như vậy thì nó cũng hơi không có được balance ha. Thì lát về cái chuyện mà vừa viết câu đơn mà vừa viết những cái câu phức kết hợp trong những cái bài của mình như thế nào. Ok, rồi vậy thì bây giờ chúng ta có những cái vấn đề này và làm sao chúng ta sẽ giải quyết. Thứ nhất, mình không biết mình phải viết gì, thì ở đây nó có một vài cái cốt lõi của vấn đề. Là thứ nhất là gì, mình không hiểu đề triệt để, mình không underline cái keyword của cái đề. Ok, thứ hai nữa là do phần lớn mình là sinh viên học Việt Nam á, thì kiểu như là mình không có thường xuyên đọc báo và mình cũng không thiếu đi những cái kiến thức xã hội cũng như những cái kiến thức chuyên ngành. Thì điều này nó khiến cho mình, ví dụ mình đọc đề nào mình cũng cảm thấy lạ lẫm hết, và mình nếu như mà mấy bạn không có những cái kiến thức nền tảng á, thì rất là khó cho các bạn tiếp xúc với những cái đề mà gọi là hơi tricky một chút xíu ha. Rồi vậy thì ở đây cô có hai cái phương pháp để cô giới thiệu với các bạn. Thứ nhất là phương pháp reading based writing, đặc biệt là những cái bạn mà đang ôn thi đó. Ví dụ như là mình có một cái khoảng thời gian khoảng từ 5 đến 6 tháng để ôn thi đi, thì mỗi ngày như vậy, ví dụ mình sẽ deal với một bài writing test 2, thì mỗi cái bài này, ví dụ có bài nó sẽ về transport nè, thì khi mà mình đọc cái đề writing đó, thay vì mà mình nhảy vào mình làm bài luôn thì mình đang ôn thi mà, đúng không, thì mình hoàn toàn có thể mình search cái keyword đó, mình đọc những cái bài viết về cái chủ đề đó trên mạng trước để mà mình học từ vựng trước ha. Cái việc mà mình đọc như vậy á, thứ nhất á, là nó sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là mình sẽ có được những cái cụm từ để mà nó diễn đạt ra một cái ý có nghĩa trong tiếng Anh đó. Rồi thứ hai nữa là mình sẽ có được cái có nghĩa là mình có những cái kiến thức nền của cái chủ đề đó, và mình có những cái cụm từ để mình diễn đạt những cái cụm đúng trong cái chủ đề đó. Thì khi mà mình collect hết những cái đó rồi thì bắt đầu mình ghép thành cái bài của mình. Thì khi mà bạn, nếu mà bạn đi học ở bên
đi du học á, thì bạn sẽ thấy là khi mà mình viết những cái bài assignment á, thì trước khi mấy bạn viết, mấy bạn phải đọc rất là nhiều những cái tài liệu khác nhau để mà mấy bạn tiếp xúc được những cái ý kiến của những cái scholars khác, của những cái học giả khác mà họ đã từng viết về cái chủ đề đó. Xong rồi bắt đầu là mấy bạn sẽ làm cái thao tác rất là hay là gọi là paraphrase lại. Mấy bạn diễn đạt lại những cái ideas của những cái học giả khác đã viết về cái chủ đề đó. Xong rồi mấy bạn paraphrase, bạn put vào cái bài của mình, mấy bạn collect hết tất cả bài của mình và từ đó mấy bạn dựa trên những cái ideas của những cái học giả khác để mấy bạn viết thành cái bài của mình đó, và có những cái conclusion của bạn luôn. Thì cái phương pháp đó gọi là paraphrasing ha. Thì nếu mà lát nữa có ai mà cần hỏi về cái đó thì mấy bạn có thể hỏi cô, tại vì cô là một trong những cái người mà có thể viết 5.000 từ trong vòng một tuần ha, và cô nộp luôn cái assignment đó, và bằng cái kỹ năng paraphrasing là một trong kỹ năng quan trọng của writing. Rồi đó là reading based writing ha. Thứ hai là bạn sẽ học vocab theo chùm ideas và chủ ideas, thì lát nữa cái này cô sẽ trình bày cô sẽ trình bày cụ thể hơn vào phía sau, được chưa? Rồi cô khuyến khích là những cái bạn mà mình đang ở cỡ bên 4 tới bên 6 á, thì mình nên rất là đọc nhiều trước khi mà mình bắt đầu tay mình viết một cái bài writing task 2. Ok. Rồi thứ hai, có ý tưởng nhưng mà phải dịch VE. Dịch VE nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn translating word by word from Vietnamese to English, và nó khiến cho cái câu của bạn á, khi mà bạn viết thì bạn cảm thấy ồ mình đọc mình cũng hiểu đó, nhưng mà chưa chắc là cái người native speaker họ sẽ hiểu được ha. Rồi ok. Thì ở đây á, cái phương pháp của cô là gì? Mấy bạn nên học theo collocation và hiểu cách dùng của những cái cụm từ đó. Giờ ví dụ nha. Ví dụ như mấy bạn nói là phạm tội đi ha. Thì nếu mấy bạn translating từ một từng word by word đó, bạn phạm là gì, tội là gì, thì các bạn sẽ không bao giờ biết được cái cụm từ đó hết. Ví dụ bạn có thể học thành một cụm luôn, mỗi lần mấy bạn nói về phạm tội bạn sẽ nói là commit a crime, đúng không? Rồi ví dụ như là mỗi lần mà bạn nói là ok tôi chịu trách nhiệm ha, take responsibility for something, hoặc là bạn nói là assume responsibility for something. Còn nếu mà bạn có cái đó, những cái cụm từ đó gọi là collocation, cứ mỗi lần mà tới cái cụm đó, cái nghĩa đó, các bạn sẽ dùng cái cụm đó, chứ mấy bạn không có ngồi bạn translating from Vietnamese to English nữa, nó sẽ rất là tốn thời gian và nó sẽ cho những cái cụm từ mà nó không có make sense ha. Rồi tiếp theo, bạn rất không nên sáng tạo những cụm từ, những cụm mà bạn không sáng tạo ha. Sáng tạo là một trong những cái creativity rất là quan trọng, nhưng mà rất là nhiều bạn sáng tạo và bạn viết ra những cái cụm từ mà thật sự là cô đọc vô cô cũng không hiểu luôn đó. Thì cái này là cô rất là khuyến khích là các bạn là không nên làm như vậy, các bạn chỉ nên diễn đạt dùng những cái cụm từ các bạn đã biết mà thôi ha. Rồi ok. Rồi đây là hai cái vấn đề ha, đầu tiên và cái cuối cùng là vấn đề số 3. Em viết những cái câu đơn giản quá, nền tảng ngữ pháp chưa ổn. Hồi nãy có một cái bạn hỏi cô là bây giờ em đang học writing từ đầu thì nên bắt đầu như thế nào, thì với cô á, bạn nên bắt đầu từ những cái câu mà đơn trước, subject and verb trước, sau đó bạn upgrade lên thành những câu ghép hai subject hai verb, sau đó bạn sẽ dùng đa dạng cấu trúc ngữ pháp. Thì lát nữa cái này cô sẽ demo nó trong một cái bài đăng sách one cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình có ba vấn đề, thì hôm nay cô sẽ chỉ cho bạn một cái phương pháp bạn học để bạn giải quyết được hai cái vấn đề đầu tiên là ideas và diễn đạt ra cái ý mà mình muốn nói. Tại vì khi mấy bạn học ngôn ngữ á, cái mục đích quan trọng nhất của việc học ngôn ngữ là gì? Là mình diễn đạt ra chính xác những cái gì mình muốn nói bằng tiếng Anh. Đơn giản vậy thôi ha. Rồi ok. So let's continue ha. Vậy thì bây giờ hôm nay cô sẽ đến với mục này là mình sẽ cách học từ vựng và chuỗi ideas cho writing task 2, được không? Ok. Rồi giờ ví dụ trong IELTS á, thì nếu như mà bạn nào có để ý ha, thì các bạn sẽ thấy là những cái đề IELTS writing task 2 á, thường nó là những cái đề mà nó repeat all the time. Ví dụ như là có một cái bank của những cái đề writing task 2 và đã được collect từ năm 2012 tới giờ, thì cô có theo dõi hết những cái đề mà đã ra trong suốt từ 2012 cho đến 2021, thì cô mới thấy là có một cái ngân hàng đề và nó sẽ có những cái chùm chủ đề đó. Thì khi mà cô hướng dẫn á, thì cô sẽ hướng dẫn theo chùm chủ đề. Cô tổng hợp những cái đề đã ra từ 2002, 2012 cho tới bây giờ là 10 năm rồi. Thì cô thấy là cái đề nó thường xuyên nó repeat lại. Và những cái chùm chủ đề và những cái cách hỏi á, thì nó khá là giống nhau ha. Thì ví dụ như trong cái chùm chủ đề là animals với lại animal rights, thì nó có hai, thật ra nó có tới mười mấy câu lận, nhưng mà cô pick một vài câu ra cho các bạn coi ha. Thì ví dụ như cô work trên một cái, cô nhìn một cái dọc 1000 đề trước tới giờ đi, thì cô sẽ pick ra những cái chủ đề mà nó thường ra nhất và cô tổng hợp lại nó thành ra được cái list này. Đó là trong số là 50 cái topic của IELTS thì nó có những câu hỏi sau đây. Thì các bạn thấy là mặc dù là nó chia ra rất là nhiều câu hỏi đúng không? Nhưng mà thực tế là để các bạn có thể deal with
cả 6 cái đề Rajasthan sư ở đây, thì các bạn chỉ cần một cái vốn từ vựng, nó gọi là vốn từ vựng cho chủ đề animals và animal rights ha, là mình đã deal được. Có nghĩa là vì mình dựa trên cái chùm chủ đề đó, mình có thể deal with bất kỳ một cái câu hỏi nào trong cái chùm chủ đề về cái topic này ha, và mình sẽ phải reword lại, mình sẽ phải sắp xếp ideas lại cho nó để trả lời cái từng cái câu hỏi nhất định. Nhưng mà cái nền là mình đã có rồi thì mình sẽ dùng cái nền đó mình biến hóa nó theo những cái khác nhau. Ok rồi, giờ ví dụ đây là những cái vocab mà cô thường tổng hợp lại cho cái chùm chủ đề là animal và animal rights ha. Thì đó, ví dụ như có những cái, khi mỗi lần mà cô nhớ tới animal thì cô sẽ bật ra những cái chủ đề sau đây. Ví dụ endangered species, là biết đâu không? Animal suffering, suffering to animals nghĩa là sao? Gây ra những cái nỗi đau cho động vật. Đấy, có nghĩa là nếu như mà mình đưa cái con vật đó vào animal testing, mình dùng nó cho experiment đó, thì mình sẽ cause suffering to animals. Ok. Rồi có một chữ rất hay nữa, cô rất là hay xài cho animals là animal welfare ha. Rồi animal welfare, rồi animal well-being, animal rights, contribute to wildlife conservation. Rồi có một cái chữ mà cô rất hay nữa, cứ mỗi lần mình nói về animal cô sẽ dùng là maintain biodiversity, sự đa dạng sinh học. Được không ha? Ecological balance. Rồi, ok. Preserve này có nghĩa là mình đảm bảo cái sự đa dạng của những cái loại animal, rồi mình có thấy cái chữ là preserve the diversity of animal species. Ok, rồi ở đây mình có một đây là cái ideas mà thường là bài nào cũng sẽ dùng nè. The fate of humans and animals are intertwined, có nghĩa là gì? Cái số phận của con người và animals đó, nó liên kết với nhau. Ví dụ như là nếu một vài cái con wild animal mà nó disappear thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến the survival of humans. Được chưa? Ok, rồi đó, thì đây là một vài cái vocab chung trong cái chủ đề gọi là animals ha. Rồi thì dựa trên đây mình bắt đầu biến hóa đó, mình sẽ đi vô một cách nó sẽ cụ thể hơn. Ok, vậy thì trong những cái topic về animal, giống như là cô chia trên đây đi, có 6 cái topic thì nó chia là animal rights hoặc là animal protection. Thì ở trên từ xuống dưới đây á, thì mình ví dụ mình cô biết là ok bây giờ hôm nay mình viết bài này, mình viết topic number one đó. Rất là nhiều người nghĩ rằng là gì, animal testing á, là mình thí nghiệm lên động vật thì nó rất là cruel, rất là độc ác, trong khi những người khác á, thì nó rất là cho rằng là cái chuyện mà animal testing thì rất là quan trọng, thì rất là necessary đi. Ok rồi, giờ ví dụ pick cái đề này ra ha. Rồi ok, thì đây là những cái collocation để mà mình diễn đạt cho một cái bài mà về animal testing. Thì tại sao cô có những cái collocation này ha? Thứ nhất, I'm gonna read, được không? Cô sẽ đọc từ nhiều nguồn khác nhau ha. Bạn chỉ cần gõ một cái cụm rất là đơn giản thôi, bạn ghi là ok, the benefits of animal testing, the disadvantages of animal testing. Bạn gõ lên Google là bạn sẽ có những cái bài đọc về cái chủ đề này. Xong rồi bạn sẽ highlight những cái cụm hay trong cái chủ đề đó, được không? Bạn highlight những cái cụm hay trong cái chủ đề đó, với bạn copy lại trong một cái cuốn tập hoặc là một cuốn sách nào đó, hoặc là trong một cái file work nào đó để bạn ra được những cái chủ đề này ha. Rồi tại sao cái bước này nó là quan trọng? Tại vì cái bước này nó cho các bạn những cái cụm, những cái cách diễn đạt mà nó đã make sense in English rồi, chứ mấy bạn không paraphrase from Vietnamese to English, và nó make 100%, nó có nghĩa hoàn toàn. Thì mình sẽ dùng cái này để mà mình viết cái bài của mình, để mà mình make sure là gì, ok tôi sẽ viết những cái câu mà nó có nghĩa. Ok, và mình sẽ học thuộc luôn những cái cụm này. Nó hơi khó, các bạn sẽ nghĩ là nó hơi khó, nhưng mà các bạn thử một vài lần đi, lần sau mình gặp được là những cái chủ đề animals này thì mình sẽ tích lũy thêm một vài những cái cụm từ nữa, thì dần dần á, cái sự tích lũy của mình á, nó sẽ làm những cái thành công cuối cùng. Được chưa? Rồi ha, thì trong cái quá trình này thì cô rất là thích, cô rất là enjoy cái việc mà học từng cái cụm từ này luôn. Và những cái cụm này khi mà cô pick lại á, thì nó sẽ rơi vào cuộc cáp ở bên 8 trở lên. Cho nên là đó là lý do sao mà cô mới nói là cái cách học này nó nếu như bạn mà ở cỡ bên mà thấp hơn á, cỡ bên 4 đến 5 á, thì bạn có thể chọn những cụm nó đơn giản hơn. Còn tại vì ví dụ như cái bạn nào muốn mà target bên cao á, thì bạn hoàn toàn có thể chọn những cụm mà nó complicated hơn chút xíu, nó khó hơn chút xíu ha, chứ thay vì những cụm đơn giản.
Ok, rồi thì cô mới chọn ra được những cái cụm như vậy ha, mà cô không có thời gian cho nên là cô sẽ không có đi giải thích từng cụm như các bạn được. Thì các bạn take a look ha, thì mình có được những cái cụm từ này. Thì sau cái quá trình đó, sau cái quá trình mà gọi là reading rồi á, thì cô bắt đầu ha. Ở đây với cái bài mà animal testing là lợi hay hại đi. Giờ ví dụ cô nói thesis statement của cô gợi ý là ok, mặc dù là animal testing is morally wrong, rất là sai về mặt đạo đức, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn cần animal testing for the development of medicine hoặc là for the development of science, là giống như cái đề. À, rồi dựa trên đây thì cô mới xếp lại nó thành cái body part 2, được chưa? Ok, bởi vì những cái alternatives khác, những cái lựa chọn khác để mà thì nó không có available, cho nên cái việc mà animal testing nó vẫn là the best choice, an optimal choice để mà cống hiến cho khoa học. Đúng không, mọi người? Rồi, ok ha. Thì những cái cụm này, giờ ví dụ khi mà cô viết lại thành bài, thì trong cái quá trình mà mình viết á, thì mình phải có khả năng, hồi nãy là mình đã collect rồi đúng không? Mình collect được những cái cụm từ hay, thì tới cái phần viết này, mình bắt buộc mình phải reflect lại, mình phải sắp xếp nó lại thành ba câu ha. Ví dụ đầu tiên là we have a topic sentence, được chưa? Rồi, sau đó mình có câu reason number one, reason number two, và cuối cùng là mình có một cái câu small concluding sentence. Thì khi mà cô hướng dẫn cho bạn viết á, thì cô sẽ bắt buộc các bạn là ok, các bạn phải tự xếp lại những cái chuỗi lập luận, những cái ideas bạn đã collect được phía trước để bạn xếp nó lại thành ba câu liên kết với nhau để tạo thành một cái đoạn văn mà nó tất cả những cái câu này nó sẽ được sắp xếp theo một cái thứ tự rất là logic. Ha? Và nó sẽ tạo thành một cái đoạn văn mà nó strong cả về mặt trả lời câu hỏi, nó vẫn strong về mặt dùng từ, và coherence và cohesion cũng sẽ tốt luôn. Ok, rồi đó thì đây là cái thành quả nếu như các bạn học theo một cái flows of ideas như vậy, được không? Rồi, ok. Và thì như cô đã nói á, là trong cái bộ đề IELTS mà cô đã quan sát được á, thì cô thấy là nó có thể, ví dụ nó có 1.000 đề thi, thì trong đó nó còn rơi vào khoảng đâu đó 500 đề, 500 đề mà nó cái pattern nó khá là nó đủ rồi. Ví dụ như là mấy bạn chỉ cần mà bạn tiếp xúc cỡ 400 đề, hoặc là mấy bạn từng bạn thấy 400 đề đó và mấy bạn đã từng cố gắng, mấy bạn brainstorm những cái idea cho 400 đề đó, thì chắc chắn là bạn đã ready để mà ngồi trong phòng thi, đặc biệt là dành cho những cái bạn mà muốn thi writing 7 to 7.5. Tại vì sao? Tại vì mấy bạn ví dụ như là trong một cái kho mà 400 đề đó, mấy bạn actually các bạn không thể viết được hết 400 đề, nhưng mà mấy bạn có thể dùng cái kho 400 đề đó, mấy bạn sẽ brainstorm hết những cái ideas ha. Ví dụ như là ok, đề nào tôi cũng thể brainstorm được, mà 400 đề mà đề nào bạn cũng có thể brainstorm được hết, thì I'm pretty sure các bạn đã ready để các bạn take một cái bài thi mà nó sẽ điểm cao rồi. Ok, vậy thì tất cả những cái đó ha, thì cô sẽ bỏ hết trong cái cuốn sách này. Thì trong cái cuốn sách này của cô nó sẽ có những cái cụm vocabs, nhưng mà cô như cái những cái chuỗi ideas như cô đã nói trên, và nó sẽ tổng hợp vocabulary theo chủ đề, cũng như là nó sẽ có luôn 400 những cái topic mà bạn nên train các bạn cái cách brainstorming trước khi bạn thi, được không? Rồi thì cái phần này là phần task one ha. Thì lát nữa có task two, thì lát nữa có ai á, mà bạn muốn hỏi thêm về task one thì lát nữa cô sẽ share, tại vì ở phía dưới nó còn nữa, nhưng mà bây giờ cô sẽ cô sẽ tiếp tục cái phần sharing ngày hôm nay với lại cái phần của thầy Đức ha. Thì thầy Đức có một cái phần về speaking khá là hay, xong rồi cuối giờ thì cả hai thầy cô sẽ cùng trả lời các câu hỏi của bạn. Ok, rồi Đức ơi, are you ready? Làm sao để tắt sharing hả Đức hả? Hello, vâng, buổi chuẩn chia sẻ của chị quá tuyệt vời luôn. Trong khi em vừa nghe và em vừa trả lời câu hỏi các bạn, vẫn hiểu được, vẫn rất là biết được cần đấy, lấy được rất là nhiều tips của chị. Đó, em cũng là có một cái học writing cũng khá là giống chị Minh. Đó, rất tiếc là vẫn chưa được cái điểm writing cao như chị Minh thôi. Mong muốn là nếu mà học xong cái tip này của chị thì em sẽ áp dụng vài lần thi tiếp theo và mong muốn sẽ được điểm cao. Alright, thank you. Alright, thank you chị Minh. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì mình cũng sẽ muốn chia sẻ với các bạn một chút xíu về phần IELTS speaking, đúng không? Đó, phần IELTS speaking của mình thì nó kiểu chill chill thôi, nó thoải mái thôi. Các bạn có thể relax một tí để các bạn có thể kiểu cùng tương tác với mình ở phần speaking này nhé, bởi vì speaking là mình cùng nhau phải nói chuyện, đúng không nào? Alright, so, và trong thời gian đấy thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể đặt câu hỏi cho mình và chị Minh ở trong cái phần Q&A, và cô sẽ cố gắng là
bọn mình sẽ trả lời sau khi mà chúng mình đã chia sẻ xong. Alright, rồi thì để mình sẽ share màn hình cho các bạn nhé. Alright, mọi người có nhìn thấy màn hình của mình chưa nhỉ? Are we good? Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy ok không? Rồi. Alright, lovely. And alright, chào mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về 3 tips for your IELTS speaking test. Và đây là cái kinh nghiệm thật của mình, kinh nghiệm từ một người đã đi thi several times và đã đạt được several band điểm. Alright, nào thì để bắt đầu cuộc buổi ngày hôm nay thì trước khi mà không biết là trong phần chat có bạn nào cảm thấy là phần speaking là cái phần mà nerve-wracking nhất trong cái buổi cái lần thi IELTS không? Tức là kiểu mình sợ nhất không? Có bạn nào không? Có bạn nào thì các bạn comment xuống đây cho thầy Đức nhé, cho mình nhé. Right. Yeah, I know, right? Đúng rồi. Kiểu nhiều bạn bảo ôi anh ơi, kiểu em anti-social mà bắt em nói chuyện với giám khảo là em vất vả rồi, đúng không? Đó thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu rằng khi đi thi á, không ngoài kiến thức ra ấy, thì còn có rất là nhiều thứ mà các bạn cần phải lo trong cái buổi thi speaking, có đúng không nào? Đó, mà nhất là kiểu nhiều bạn lại còn đây, các bạn đã comment ở dưới rất là nhiều, các bạn ôi em chưa thi nhưng em đoán em sẽ xỉu trong phòng thi đúng không? Đó, speaking rất là căng thẳng, đúng chuẩn xác luôn. Kể cả những người đã thi several times thì người ta vẫn cảm thấy là phòng thi speaking cũng vẫn là cực kỳ căng thẳng, đúng không nào? Đó, nhiều bạn còn bảo còn ví như là phòng thi speaking như một cái battlefield, đúng không? Giám khảo kiểu tấn công liên tục và mình sẽ phải đáp lại cả tấn công đó. Anyway, thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn một số để mình sẽ giúp các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cái phòng thi IELTS và các bạn sẽ có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi mà vào phòng thi. Những cái tips mà mình đã sử dụng trong cái lần thứ hai mình đi thi. Lần thứ hai, thứ ba mình đi thi. Lần đầu tiên thì mình cũng run như các bạn, cũng run lắm, rồi vào đấy suýt khóc với cả giám khảo cơ. Nhưng mà yên tâm, đến lần thứ hai, thứ ba khi mà các mình đã bắt đầu áp dụng một số những cái chiến lược tâm lý thì mình đã thoải mái hơn rất là nhiều và đạt được cái điểm mong muốn. Alright, thế thì bắt đầu nhá. Chúng mình sẽ bắt đầu này với cái tip đầu tiên. Alright, the very first tip đó là be friendly. Alright, be friendly. Chúng mình sẽ, we all know that examiners are also humans, đúng không nào? Chúng mình đều hiểu rằng be friendly tức là mình phải thân thiện với giám khảo, đúng không? Thân thiện với giám khảo tức là sao? Mình sẽ không phải là coi như là giám khảo là bạn, kiểu mình vào kiểu hey yo, hello, what's up today? No, it's not something like that, đúng không nào? Chúng mình sẽ không kiểu theo kiểu xuồng dã như thế, mà chúng mình coi rằng chúng mình tôn trọng giám khảo và chúng mình coi rằng giám khảo cũng là một người thôi. Người ta đang làm công việc của họ và công việc của họ đó là test cho mình. Người ta không intimate, người ta không muốn kiểu dọa dẫm hay làm gì mình cả, đúng không nào? Đó, và mình rất là thoải mái khi vào coi như là đây là một buổi nói chuyện. Giống như là các bạn hay, nhiều bạn thì hay kiểu ôi em rất thích đi nói chuyện với Tây ấy. Ôi thích đi nói chuyện với Tây như thế nhưng mà tự nhiên gặp giám khảo cũng là người Tây mà lại không dám nói, đúng không nào? That is like quite paradoxical, right? Thế nên là các bạn sẽ cái tip đầu tiên bạn phải nhớ rằng humans like examiners are also humans. Có giám khảo, có người ta phải làm việc, đúng không? Trong xuyên suốt một ngày người ta phải test rất là nhiều người, đúng không? Và chẳng ai muốn làm việc trong cái môi trường mà mọi thứ nó căng thẳng, ai cũng sợ cả, đúng không nào? Đó, mình sợ xong giám khảo cũng sợ thì rất là mệt mỏi, đúng không nào? Đó, và trên cái tip này thì nó sẽ được áp dụng như thế nào? Thì ở đây mình sẽ có 3 cách để các bạn trở nên friendly với giám khảo hơn. Alright, đầu tiên nhá, các bạn sẽ có là smile. Alright, smile. Cái smile này là, tức là this is like the easiest way to give a friendly vibe to the test room. Các bạn có thể cười chào giám khảo, đúng không nào? Mặc dù là đợt này các bạn thi các bạn mà thi IELTS thì chắc là vẫn phải đeo khẩu trang rồi, đúng không? Rõ ràng là các bạn phải đeo khẩu trang rồi. Thế nhưng mà đó, thì các bạn vẫn sẽ cười. Thì khi mà các bạn cười thì kiểu không phải là chỉ là hình khuôn miệng nó cười đâu, đúng không? Mà kiểu mắt mũi của mình cũng rất là thoải mái này, và cái tiếng khi mà mình nói ra cũng thoải mái hơn với giám khảo nữa, đúng không nào? Đó, chứ bây giờ giám khảo mà mở cửa phòng ra gọi tên mình phát kiểu run cầm cập, làm sao mà mình đã đi thi được, đúng không? Đó, so mình phải smile, mình sẽ nên cười một chút đã và nên rất là thân thiện với giám khảo. Có nào lúc nào cũng giữ một tiếng cười, giám khảo có hỏi những cái câu hỏi gì kể cả mình có trả lời được hay không mình cũng cố gắng mình cười. Nhưng mà nhớ là cười xong thì vẫn phải trả lời nhé, chứ không lại cứ giám khảo hỏi xong lại cứ cười mãi mà không được trả lời thì chết, đúng không nào? Đó. Và ở đây chúng mình sẽ smile. Đây là cái tip đầu tiên, các bạn hãy nhớ là phải cười, hãy phải thân thiện lên. Tỏ ra mình là người thân thiện thì người ta sẽ thân thiện lại với mình, đúng không nào? Chứ còn tự nhiên các bạn lại review là kiểu ui dồi ôi, hôm nay em đi thi giám khảo, nhìn mặt em cau có, thầy chẳng cười cái nào với em. Khổ thì em cũng có cười với thầy đâu, đúng không nào? Đó, chúng ta hãy smile thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái buổi thi này nó giống như là một cái conversation, đúng không? Một cái buổi nói chuyện hơn.
Tip thứ hai này, tip thứ hai cho các bạn này, đó là make eye contact. Make eye contact, cái make eye contact này là siêu siêu quan trọng luôn. Không biết là các bạn đã có thể làm kiểu, các bạn đã làm cái phần gọi là gì nhỉ? Các bạn, what is it? Các bạn làm presentation đúng không? Về presentation ở trên trường này, hoặc là các bạn có những cái kiểu public speaking sessions này, thì khi mà các bạn nói với một ai đó đúng không? Thì khi mà mình nhìn thẳng vào mắt người ta, thì mình sẽ có một thì thực sự là science, khoa học đã chứng minh đúng không? Đó, psychologist đã chứng minh rằng là việc mà make eye contact sẽ tăng cái độ tin tưởng giữa hai người hơn, đúng không? Kể cả là ví dụ bạn có đang biện một câu chuyện gì đấy thì thực ra giám khảo người ta cũng vẫn sẽ nghe và người ta sẽ cảm thấy rất là thuyết phục, đúng không nào? Trước nhiều bạn là kiểu vừa nói kiểu vừa hơi bịa là tí, đúng không? Xong kiểu mắt thì cứ nhìn đi đâu đấy, giám khảo người ta sẽ không thấy là ui dồi ôi mặt này, cái mắt này là mắt da lắm là không tín rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ phải make eye contact, đúng không? Mình lúc nào mình cũng sẽ nhìn giám khảo, kể cả đến phần speaking party, mặc dù là giám khảo có cho mình một cái tờ giấy nháp nhá để mình có thể take notes này, thì mình vẫn sẽ, khi mà mình take notes xong thì mình vẫn nên là mình take notes xong này và mình có thể take a look at it, đúng không? Mình vẫn có thể nhìn, thế nhưng mà mình chỉ nhìn lướt xuống một chút thôi, để coi như là mình nhìn nó xong rồi mình lại nhìn lại giám khảo, đúng không nào? Lúc nào cũng như thế. Và đặc biệt ở cái phần speaking part 1 and speaking part 3, khi mà các bạn ở trong một cái phần nó gọi là Q&A, tức là giám khảo đặt câu hỏi của bạn trả lời, thì cái việc mà make eye contact tự tin hơn, nó sẽ làm bạn tự tin hơn và nó cũng sẽ để giám khảo hiểu rằng à, bạn có một cái tâm lý tốt và bạn đang không phải là kiểu kiểu lo lắng sợ sệt hay gì cả, đúng không nào? Và cái việc mà make things up, cái việc mà phải bị ở trong IELTS speaking thì nó là chắc chắn rồi, không phải lúc nào chúng mình có thể nói sự thật được, đúng không? Đó, bởi vì nhiều khi là những cái này mình chưa trải nghiệm bao giờ thì chắc chắn là mình phải bịa rồi, đúng không? Đó, rồi, alright. Và đến cái tip number 3 cho các bạn đây. Và relax and be yourself, đúng không? Relax and be yourself. So do not stress yourself out. Đúng không? Đừng có tự làm mình căng thẳng. Mình hãy kiểu chill đi, nhẹ nhàng đi, đúng không nào? Đó, nhiều bạn kiểu bây giờ là chúng mình có một tôn chỉ là IELTS and chill, đúng không nào? Đi thi IELTS là phải thoải mái, là phải vui, đúng không nào? Và you also make the work. Nếu như mà bạn stress ý, mình mới bị stress, mình cứ kiểu gọi là vất vả, kiểu khó khăn các thứ, kiểu nhìn mặt mũi các thứ đăm chiêu á, đúng không? Thì giám khảo sẽ cảm thấy rằng là mình cũng sẽ khó nói hơn này, mình sẽ kiểu vấp, mình nói vấp nhiều hơn này, xong rồi lại khi mà giám khảo hỏi, có khi mình lại kiểu đang lo lắng quá, mình lại không nghe rõ giám khảo nói chẳng hạn, đúng không nào? Thì đấy, tất cả những cái việc đó nó làm cho cái bài thi của bạn trở nên nó kém hơn đi rất nhiều cái phong độ bình thường các bạn làm. Thế nên hãy tạo cho cái phòng thi như là một cái home environment và chúng mình đang có một cái conversation with a friend, đúng không nào? Và với một cái friendly environment như vậy thì cái phong độ của các bạn nó cũng sẽ đạt được đỉnh mức hơn, đúng không nào? Alright, thì ở đây nhá, thì tức là đó là cái tip number one. Chốt lại cho các bạn, đó là be friendly. Alright, được chưa nhỉ? Rồi, thì đây là tip đầu tiên rồi. Chúng mình kiểu đã rất là chill, đã rất là thoải mái rồi. Bây giờ đến cái tip thứ hai. À, ok, đến cái tip thứ hai nhá. Đến cái tip thứ hai này, chúng mình sẽ có là be genuine. Be genuine. And examiners do not want to see a copy machine. Tại sao cái phần này nó gọi là kiểu be genuine? Tại sao là người ta đang muốn nói đến cái việc kiểu copy machine, tức là sao? Tức là nói thì cũng biết là các bạn trong cái quá trình mà các bạn đang chuẩn bị bài, đúng không? Các bạn đã chuẩn bị học, đúng không nào? Các bạn sẽ có rất 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 là nhiều nguồn học mà các bạn sẽ có thể tìm thấy ở trên mạng internet này, hoặc là các bạn đi đến một số những cái kiểu institutions nào đấy, họ cũng sẽ dạy cho các bạn về IELTS chẳng hạn, for example. Hoặc even là mình thôi, mình cũng sẽ dạy cho các bạn học sinh của mình về phần IELTS, đúng không nào? Về phần IELTS speaking. Thế nhưng nhiều bạn thì các bạn đã rơi vào một cái lỗi, đó là các bạn sẽ kiểu học một cách quá máy móc, đó là tức là các bạn không phải là chính mình nữa rồi, các bạn không có gì thực sự là của chính mình nữa rồi, mà các bạn đang làm một cái kiểu a copy machine chẳng hạn. So that's not good, đúng không? Bây giờ nhé, mình thử hỏi một câu nhé, rồi các bạn thể comment nhanh cho mình này. Nếu như bây giờ mình hỏi các bạn, yêu cầu là describe your favorite movie, các bạn hãy type cho mình thật nhanh xem là các bạn sẽ tải bộ phim gì. Nhanh. Describe your favorite movie. Rất là đơn giản. Movie nha, không phải là TV series nha. Movies nó khác với cả TV series nha. TV series là cái phim truyền hình, còn movie nó hoặc là phim, nó là một cái phim điện ảnh á, một cái phim kiểu chỉ có một tập thôi, đúng không? Đó. Right. Right. Alright, alright. Right.
Lovely, lovely. I've seen so many kiểu rất là nhiều cái bộ phim hay đúng không? Các bạn đã được kiểu đã kiểu cho vào trong này, mình rất là thích. Ôi mình đã xem, actually là mình đã xem hết cái gần hết các cái bộ phim các bạn đưa ra rồi đấy. Right, lovely. Nice, toàn phim hay đúng không? Toàn phim hay đúng không? All right. All right. Wow, 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 wow. Bird of Prey, wow, Harry Potter. Anyways, Train to Busan, right, lovely. I love that movie, Train to Busan. All right, mình đã có rất là nhiều rồi đúng không? Ok, thế thì nhá, bây giờ mình nhìn từ nãy đến giờ nhá. Mình nhìn từ nãy đến giờ ấy, mình đã thấy là một số các bạn là các bạn vẫn chưa hiểu lắm cái vụ là cái từ là liên quan đến phim với cả movie và khác biệt với cả TV series như thế nào. Nhưng mà it doesn't matter, it's okay. Đúng không? It's okay. Nhưng mình để ý thấy rằng có rất nhiều bạn tả Titanic. Có rất nhiều bạn tả bộ phim Titanic. Đúng không? Titanic đúng không nào? Đọc trong tiếng Anh là Titanic. Còn tiếng Việt mình kiểu giọng friendly nó là Titanic đúng không? Và mình cũng làm một cái survey nhỏ như thế này với các bạn học viên của tất cả các bạn học viên của tất cả các khóa của mình. Nó khoảng tầm hơn 1.000 học viên rồi. Và phải mỗi lớp ý, thì nó phải rơi vào khoảng tầm đến 20-50%. Từ 20-50% các bạn học viên sẽ cái đầu tiên các bạn tả đó là các bạn sẽ tả về bộ phim Titanic đúng không? Một bạn là Titanic này, còn một bạn các bạn nữa cũng hay tả có một cái nữa Harry Potter. Harry Potter cũng là cái mà các bạn hay tả đúng không? Đó, tức là hai cái này nhá là hai cái bộ phim mà gọi là quá là kinh điển luôn mà bạn nào các bạn cũng sẽ kiểu ôi nghĩ phát là thích rồi. Và một cái nữa là hai cái bộ phim này ấy, nó có rất là nhiều các cái samples các bạn có thể tìm được ở trên mạng để mô tả về cái này. Thế bây giờ nhá, các bạn đều nghĩ như vậy này, thế xong bây giờ giám khảo vào phòng thi đúng không? Xong giám khảo ngồi nghe kiểu các bạn học ở trên mạng rồi đúng không? Xong bây giờ là bạn nào cũng kiểu vào phòng thi cứ lúc nào cũng tả kiểu Titanic, Titanic, Titanic. Xong bạn nào cũng có một cái những cái cụm từ ý hệt như nhau chẳng hạn, for example, đúng không nào? Đó, mình còn nhớ là ngày đợt trước mình có một cái cụm từ ở trong IELTS cũng như thế cũng rất là nổi tiếng mà nhiều bạn kiểu bạn nào đi thi cũng dùng ấy. Bạn nào thì cũng dùng đó là cái cụm mà up to my ears with cái gì đấy đúng không? Xong rồi là có một bạn dùng up to my ears này with này cái gì đấy, xong rồi tức là đấy cái up to my ears này hay là những cái cụm như là kiểu let my hair down các thứ, kiểu mình nghe rất là nhiều những cái cụm từ kiểu như vậy, những cái cụm từ mà nó kiểu trôi nổi siêu nhiều trên mạng, các bạn có thể tìm đến kiểu hàng ngàn những cái bài báo mà có bài viết nó có những cái cụm từ như này. Thế thì bây giờ các bạn nghĩ là giám khảo ấy, các bạn giám khảo có thích nghe những cái đấy không? Hoặc là ví dụ các bạn học một cái từ vựng nào mà kiểu level nó rất là cao, nghe kiểu ghê, kiểu giáo viên các bạn cho một cái từ kiểu khủng luôn, bạn bắn ra được từ đấy xong, nhưng mà toàn bộ cái phần còn lại của bài các bạn là đều là những cái từ đơn giản nhẹ nhàng, thì các bạn nghĩ các bạn được điểm cao nhiều một từ không? Các bạn có nghĩ là các bạn được điểm cao nhiều một từ không? It's like only one word. Các bạn có nghĩ không? Probably not. Đúng không nào? Nếu như mà các bạn nhìn thấy ở trong phần marking criteria của IELTS ấy, ở trong phần public version lúc nào cũng nói đến cái việc đó là tất cả những cái việc mà sử dụng từ vựng đều phải có mang tính tự nhiên natural này, kể cả sử dụng collocations hay là idiomatic expressions thì phải là kiểu consistent, tức là từ đầu đến cuối là mình cũng phải có giữ được phong độ như vậy đúng không nào, chứ không phải là tự nhiên đúng một từ phát vụt sáng đúng không, ui nói từ này phát yên tâm 8 chấm, wow that's like, nếu mà dễ thế thì chắc là mình với cả chị Minh là tất nghiệp hết đúng không đó. Rồi, thế thì bây giờ với cái việc genuine tức là sao? Thì mình không cấm các bạn, mình nói là đây là mình không cấm các bạn hoặc là mình không khuyên các bạn không nên. Các bạn nên nhá, các bạn nên tìm bài ở trên mạng, thế nhưng mà các bạn không nên copy toàn bộ những cái gì ở trên mạng người ta đang đưa cho các bạn, mà các bạn hãy biến nó thành của mình. Đúng không nào? Ví dụ như mình chẳng hạn, với mỗi năm tả vài bài về describe your favorite movie, mình sẽ tả các bạn học viên của mình một bộ phim khác nhau. Đó, mỗi năm mình tả một bộ phim khác nhau. Đó, even là mỗi quý kiểu khoảng là tầm ví dụ vài tháng ấy, mình lại tả cái bộ phim khác chứ mình không tả đúng bộ phim như thế. Và đợt này thì sau khi mà năm 2020 ở nhà nhiều quá và mình đã xem một số bộ phim thì mình rất là thích bộ phim Parasite. Và mình cái phim ký sinh trùng ấy, các bạn biết cái phim ký sinh trùng không? Và năm nay là mình đã dạy học sinh về tả về bài ký sinh trùng. Đó, rất thích Parasite. Từ nãy đến giờ mình không thấy bạn nào comment Parasite đúng không? Chứng tỏ là mình không chứng Parasite thì chứng tỏ là mình mà tả cái này, mà học sinh mình tả cái này là yên tâm là không trùng ai này, không đụng hàng cái này. Đúng không nào? Đó, lovely. Rồi, Parasite. Đây Parasite. Đó, Parasite. Ký sinh trùng nhá. Phim rất là hay. Đã thắng rất là nhiều giải thưởng.
các bạn nên dùng, các bạn nên xem cái bộ phim này nha, mình khuyến khích nha. Rồi, ok, lovely. Thế thì bây giờ từ đây thì mình sẽ làm thế nào? Thì mình sẽ đưa cho các bạn cách để how to make effective use of model answers ở trên mạng mà các bạn đã tìm thấy, nhưng mà các bạn vẫn phải giữ được cái bản chất của mình, cái chất của mình ở trong đó. Thì bước đầu tiên này, các bạn sẽ chọn một cái source, các bạn sẽ chọn một cái source that you prefer. Tức là với mỗi cái source ở trên mạng nhé, thì nó sẽ có những cái ý nó khác nhau. Với mỗi cái source ở trên mạng nó sẽ có những cái cách viết khác nhau, nó có cách nói khác nhau này, đúng không? Style nói và style viết nó cũng là thay đổi mà. À, mỗi người thì không thể giống như nhau được. Và sau đó các bạn sẽ tự analyze, các bạn sẽ tự analyze xem là ok, cái source này thì có điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì, và nó có phù hợp với cả trình độ của mình hay không, phù hợp với cách học của mình hay không, và phù hợp với cả những cái thứ mà mình đang muốn cải thiện hay không. Có đúng không? Thì bây giờ nhá, mình sẽ ví dụ này, mình sẽ ví dụ một cái này. Đây, ví dụ chiêu, mình sẽ có model answers by Trung Đức, chính là bởi mình chẳng hạn, for example. But yes, yeah, I do post them for like for fun and for free, obviously. Thì ví dụ mình, khi mà mình nói thì mình sẽ không sử dụng nhiều fancy words, mà mình sẽ đánh nhiều vào collocations này, topic related words này, và mình sẽ muốn nói theo hướng là natural style nhiều hơn, tức là văn nói nhiều hơn là văn kiểu văn trình bày, văn thuyết minh á, bởi vì mình là một người rất là thích thuyết trình. Mình là một người kiểu public, kiểu có thể public speaking giữa hàng kiểu mấy trăm người thoải mái, không có vấn đề gì hết. Thì it is a wide range of grammar, đúng không? Tức là mình muốn dùng nhiều ngữ pháp hơn, và đặc biệt là những cái ngữ pháp cao cấp, sử dụng những complex sentences là mình sẽ dùng nhiều. Mà mình không có fancy words nha. Thế nên là bạn nào mà thích kiểu ôi anh Đức ơi, em cần phải từ nó khủng luôn, kiểu nghe pháp giám khảo cho luôn câu 9 chấm ra. Đó, thì thực ra những cái câu như thế thì mình không thể provide cho các bạn, đúng không? Đấy là có cái strength và cái weakness của mình. Thế còn một số các cái trang khác, ví dụ chẳng hạn, đúng không? Các bạn sẽ tìm được cái nơi mà có rất là điểm mạnh là kiểu uncommon words này, idioms này, đúng không? Đặc biệt là idioms. Mình là cái người mà cả bài thi bao giờ chỉ dùng được 1-2 cái idiom, chứ không dùng được thêm idiom tí nào. Và các bạn sẽ nghe được những cái chơi kiểu có một cái trang là đấy lại kiểu extended sentences, đúng không? Kiểu một câu dài, kiểu nghe một phát là kiểu biết kiểu ngữ pháp chín chấm, đúng không nào? Thế nhưng mà mình lại không như thế. Và cái weakness của người ta ấy, thì từ đó người ta lại thiếu những cái discourse markers chẳng hạn, hoặc là người ta không có những cái cohesion, ví dụ những cái câu đệm, những cái từ đệm, đúng không? Nó làm cho cái bài trở nên nó hơi stiff, nó hơi bị cứng quá, đúng không nào? Và với cái việc như vậy thì các bạn sẽ tùy lựa chọn, đúng không? Nhưng mà nhớ các bạn thích cái này, các bạn thích kiểu là ui em phải từ khủng cơ, tăng điểm này lên đấy, thì các bạn thể theo chỗ khác. Còn ví dụ như theo mình chẳng hạn, thì là mình như thế. Ok, thì bước đầu tiên các bạn chọn làm đó là các bạn sẽ choose the source of information that you want to talk about, đúng không nào? Đó. Và sau khi mà các bạn thấy xong, các bạn làm xong rồi á, thì các bạn sẽ đi theo hướng là cái đến bước thứ hai. Bước thứ hai là gì? Các bạn sẽ phải là adapt the answers by attracting noteworthy vocab and sentence structures before building your own version based on them. Tức là các bạn có thể check lại, các bạn có thể check note được về từ vựng nhé. Các bạn check note được cái sentence structures, hoặc các bạn sẽ even là các bạn sẽ check note được cả cái structure của cả bài á, đúng không? Sau đó mình sẽ thêm thắt những cái thông tin mà mình muốn để nó phù hợp với cả cái ý của mình hơn, nó phù hợp với cái genuine answer của mình hơn. Ví dụ, nếu mà nói về parasite thì mình sẽ có thể có câu mở đầu chẳng hạn, đúng không? Là well, as a film lover, it would be quite difficult for me to choose my favorite title. However, I would say that a Korean film named Parasite is definitely among my top three. Thì với cái câu kiểu như thế này thì các bạn sẽ có thể ok, các bạn sẽ học được cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ học được cái từ là film lover. Các bạn có thể học được cái cụm là among my top three, đúng không? Và ngoài ra thì các bạn có thể học được một cái gì nữa? Cái này mình thích hơn này. Đó là các bạn học được cho mình những cái discourse markers, những cái linking words, ví dụ như là well, như là however, đúng không? Và even là các bạn học cả một cái sentence structures, ví dụ như là well, as a cái gì gì đấy, đúng không? As somebody thì tôi làm sao đấy, đúng không? Và các bạn sẽ áp dụng vào bài của các bạn. Thì ví dụ các bạn có thể áp dụng vào như sau. Đây, cái này là mình sẽ viết thử cho các bạn nhé. Đây là ví dụ thôi. Đó là, ví dụ mình có là well, as a film enthusiast, đúng không? Đấy, thay cho việc là mình bảo là kiểu film lover thì mình có thể thay thành film enthusiast, hoặc là các bạn hãy dùng cái film lover như mình cũng được, nếu mà sợ trùng thì có thể đổi. It would be quite hard for me to choose my most beloved title, đúng không? Vẫn là cấu trúc đấy thì thay mỗi từ thôi. However, I have to say that, bằng với cả I would say that, đúng không? A classic animated film by Pixar named Toy Story is definitely my go-to option at movie nights. Thì
các bạn thấy là cấu trúc nó y nguyên luôn, mình không thay đổi một tí cấu trúc nào, hai cái bài này cấu trúc y hệt nhau đó, cấu trúc y hệt luôn, nó rõ ràng là vẫn là từng những cái câu như thế, vẫn là những cái đoạn đoạn như thế rồi, đúng không nào? Nhưng mà mình chỉ cần thay từ này, mình thay tên vào thôi là lại thành một cái version khác rồi, nó coi như là một cái kiểu original version của mình rồi. Các bạn có hiểu ý mình không? Đó, thì riêng cái việc mà các bạn làm như thế thôi thì các bạn đã có một cái kiểu oh my god, this fine version, it's like unique, không đụng hàng tí nào, đúng không nào? Đó, đụng hàng thì thôi chắc là chỉ lớn gặp nhau thôi, chứ còn không có chuyện đụng hàng được, đúng chưa? Đó, thì các bạn sẽ có này, các bạn sẽ áp dụng cái việc này làm cho cái bài các bạn nó stay genuine, stay cool, stay original, đúng không? Đó, và giám khảo nhé, mình tin chắc rằng giám khảo sẽ thích nghe hơn đấy. Nếu như mà giám khảo lại ui rồi ôi lại một ông nữa tả về Titanic, ôi tôi mệt quá, đúng không nào? Thay vì kiểu ôi Parasite, oh I love this movie, kiểu như vậy, đúng không? Nó sẽ có cái gì something new, something refreshing đến với giám khảo. Alright, rồi thì đấy là hai tip cho đấy là cái tip thứ hai, và mình sẽ chốt lại cho các bạn cái tip thứ hai, đó là stay genuine. You don't want to be a copy machine, đúng không nào? Hãy adapt mọi thứ theo cái version của mình để tự soạn và cũng có thể tự làm cho cái vốn từ của mình cũng như là vốn cấu trúc câu của mình tăng lên. Alright, rồi và cuối cùng này, tip number three. Okay, tip number three. Be strategic. Oh, be strategic. Examiners will mark you on four marking criteria, not only your pronunciation. Okay, thì cái phần này là cái phần mà nhiều bạn, các bạn nghĩ lắm đấy này. Các bạn bảo, anh ơi, em nói thật với anh là em phát âm không hay. Thế bây giờ em phát âm không hay thì bây giờ làm nào anh? Bây giờ anh có cái tip gì cho em không? Vì em phát âm không hay, em sợ đi thi á. Giám khảo nghe phát cho em con 4 chấm luôn thì em chết luôn. Em không thể nào làm gì, đúng không nào? Thì ok, các bạn nhớ rằng này, marking criteria thì nó sẽ có 4 cái, đúng không? Chắc là các bạn học IELTS, các bạn phải biết 4 cái marking criteria rồi, đúng không? Nếu như các bạn mà không biết được đủ 4 marking criteria của IELTS speaking thì các bạn please hãy tìm thử 4 marking criteria của IELTS để các bạn thấy rằng là pronunciation chỉ chiếm 25% số điểm các bạn thôi, đúng không? Còn rất là nhiều thứ khác mà các bạn cần phải lo. Ví dụ các bạn sẽ cần phải lo đến fluency and coherence, tức là cái độ trôi chảy mạch lạc khi các bạn đang nói. Các bạn phải quan tâm đến lexical resource, tức là cái nguồn từ vựng của các bạn. Các bạn có thể paraphrase hay không? Các bạn có từ vựng để nói ý này hay không? Từ vựng có đủ khủng hay không? Đúng không? Và phần thứ ba này, đó rất là các bạn phải quan tâm đến grammar. Ngữ pháp phải đúng rồi, phải chuẩn rồi, chứ ngữ pháp mà không mà sai là cũng có vấn đề đấy, đúng không nào? Và thứ hai là không thể nói kiểu toàn câu đơn kiểu what is your favorite movie được, what is your favorite movie xong lại bảo là my favorite movie is Parasite at end that way. No, không thể như vậy được. Mình phải có những cái câu complex sentence, mình có những cái câu compound sentence và complex sentence thì mình mới có được điểm cao hơn về grammar, đúng không? Là một người ta giỏi về tiếng Anh thì người ta cần phải control, người ta phải kiểm soát được grammar tốt. Thì bốn còn ba cái phần nữa cơ, pronunciation chỉ là một phần nhỏ thôi các bạn ạ, đúng không? Và mình nói thật nhé, pronunciation thực ra là cái dễ luyện nhất đấy. Để mà so với các cái phần còn lại, pronunciation thực ra là dễ luyện nhất, bởi vì pronunciation thì nó chỉ có từng đấy cái thôi và các bạn chỉ cần tập nói và tập nói đi nói lại là các bạn đã tăng lên rồi, đúng không? Rồi, alright, lovely. Rồi, và sau khi mà các bạn có cái phần này xong nhá, thì chúng mình sẽ thấy làm thế nào bây giờ? Bây giờ lại kiểu, ô, em tưởng học speaking chỉ cần mỗi pronunciation, bây giờ lại còn phải thêm 3 cái nữa à anh? Ôi dồi ôi, vất vả đau đầu quá. Làm thế nào mà trong lúc phòng thi, em vừa phải nhìn giám khảo này, em còn phải nói cho hay này, em còn phải chọn từ vựng này, em còn phải có ngữ pháp tốt này, mà nó lại không ngắt ngữ này, đúng không? Ôi dồi ôi, làm nào mà em làm được bây giờ anh Đức? Anh Đức mà làm này, em mà làm được hết này chắc là em gọi là siêu đỉnh multitasking luôn, đúng không? Thì các bạn yên tâm rằng là ấy, các bạn thấy cái này khó ấy, thì giám khảo cũng thấy khó trong việc là phải check tất cả mọi thứ cùng một lúc, đúng không? Giám khảo cũng chỉ có hai đôi tai thôi, các bạn thì người ta nghe và người ta chỉ take note được từng đấy thứ thôi, đúng không? At one time thôi, đúng không? Thế nên là lời khuyên của mình ấy, đó là các bạn đừng lo lắng là các bạn phải handle tất cả mọi thứ cùng lúc, đặc biệt là phần từ vựng và ngữ pháp. Các bạn cứ yên tâm, các bạn sẽ có thể strategic hơn một tí xíu, mặc dù là vẫn phải maintain một cái level tốt nhé, nhưng mà cái phần nào mà các bạn focus ý, thì nó cũng sẽ giúp cho chứng minh được là trình độ các bạn nó tốt, đúng không? Các bạn phải focus hơn một chút xíu về ví dụ phần đầu, các bạn phải focus ở ý này này, vào cái tiêu chí chấm điểm này, đúng không? Để show giám khảo biết phần 2 là gì, phần 3 là gì, được chưa? Thế thì bây giờ nhá, chúng mình sẽ có bắt đầu này. Alright,
thì how to ace all four marking criteria. All right, lovely. Rồi thì đầu tiên nhá, step đầu tiên khi mà các bạn gặp về speaking part 1, phần 1 đúng không? Toàn là những câu, còn là những cái câu mà kiểu nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng, kiểu nói vài cái một phát là chỉ cần những cái câu kiểu where do you live, kiểu are you a student, are you working, nó rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà các bạn hiểu rằng ấy, giám khảo ấy phải handle cực kỳ nhiều câu hỏi ở trong lúc đấy, và giám khảo phải take time. Thế nên là bạn nào đã thi IELTS rồi sẽ để ý nhá, ở phần 1 ấy, giám khảo nhìn đồng hồ liên tục. Giám khảo nhìn đồng hồ phần 1, phần 2, giám khảo nhìn đồng hồ liên tục luôn. Bởi vì người ta phải check thời gian. Thế nên là khi mà người ta đưa nhiều là như thế, mà người ta vừa phải check thời gian đúng không, thì các người ta sẽ không nghe được quá nhiều từ vựng và các thứ của các bạn đâu. Thế nên là phần này ấy, tip của mình nhá, là các bạn sẽ tập trung vào pronunciation và fluency, đúng không? Giống như kiểu người ta nghe thôi, người ta nghe thấy là ôi pronunciation, ôi nghe phát là biết 8 chấm, kiểu vậy đúng không nào? Hoặc là fluency là mình sẽ trả lời được các cái câu hỏi của họ mà mình không bị ngắt ngữ, đúng không? Những câu hỏi nó rất là đơn giản, nên là cái việc show fluency và show pronunciation các bạn sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể làm như thế, các bạn coi như là đấy là một cái warm up, đúng không nào? Kiểu ôi nóng người lên tí thôi, đúng không nào? Pronunciation phải xịn và fluency tốt vào, vì nó đơn giản mà. Còn bạn muốn ngắt ngữ ấy, thì cứ chờ đến phần sau, có chỗ để các bạn ngắt ngữ sau nhá. Đó, phần thứ hai thì các bạn biết rồi, là phần độc thoại. Và các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị, đúng không? Đó, phần thứ hai là các bạn sẽ có phần độc thoại này, và các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị, đúng không? Và khi mà có 1 phút chuẩn bị rồi thì như nào? Có 1 phút chuẩn bị đúng không? Thì đã là kiểu, ui dồi ôi, em đã được chuẩn bị rồi đây này. Thì phần này các bạn sẽ chú ý hơn cho mình vào phần ngữ pháp. Tức là các bạn có thể viết ra được những cái grammar structures mà các bạn muốn sử dụng ở trong phần speaking part 2. Và thứ hai nữa là speaking part 2 thường nó là kiểu personal experience, thì người ta cũng không mong đợi là các bạn có quá nhiều từ khủng, quá nhiều từ kiểu chuyên ngành các thứ đâu, đúng không nào? Mà người ta muốn nghe thêm là ok, ngữ pháp của các bạn thế nào, cái fluency các bạn khi đang nói thế nào. Bởi vì nhá, ở phần độc thoại này, chứ là độc thoại có một cái vấn đề đó là càng nói thì các bạn bên thấp ấy càng bị cái vấn đề là luôn luôn kiểu kiểu luôn luôn dùng từ n ấy. Thì đấy nó làm bị ảnh hưởng về cái coherence đấy, đúng không? Lúc này là vẫn thiếu từ nối đấy. Thì các bạn sẽ chú ý cho này, phần này nó chính là phần từ nối này, coherence. Và thứ hai đó là cái phần về grammar, các bạn phải dùng những cái complex sentence, ví dụ như là mệnh đề quan hệ hoặc là câu điều kiện, đúng chưa nào? Đó, rồi. Và thì đây là thứ hai mình sẽ có, đó là focus on grammar and coherence. Và đến phần 3 này, phần 3 là cái phần mà kiểu các bạn sẽ hỏi bị hỏi những cái câu kiểu nghe kiểu đau khổ vất vả lắm. Câu này chắc chắn là khó luôn, mà nhiều bạn phải nhắn tin, vừa nãy có Q&A các bạn nhắn tin kiểu ủa người, thế bây giờ gặp cái câu em chả biết làm trả lời nào, em làm nào anh? Ôi rồi, đấy gặp cái câu kiểu đấy. Thì thực ra là các bạn hiểu rằng ở cái phần 3 này ấy, giám khảo người ta biết rằng là có những cái câu thực sự là nó cũng rất là khó để trả lời, đúng không? Thế nhưng mà các bạn vẫn phải giữ được fluency của các bạn, tức là kể các bạn không biết các bạn trả lời như thế nào, thì các bạn vẫn phải giải thích là ôi anh ơi, em không biết đâu, đúng không? Nhưng mà lý do tại sao em không biết là gì thì em phải trả lời ra, đúng không nào? Chứ không phải là I don't know, can you move to the next question? Thế là không được rồi, đúng không? Các bạn sẽ phải the reason why I don't know about this, that is not actually my topic of interest. I mean, I have been working in the field of marketing for too long, so I'm quite ignorant of the art and culture and stuff. So this question really twists my mind a little bit, and I cannot really come up with any answer. Đúng không? Đó, thì các bạn thấy rằng là ngay từ đầu các bạn thấy vào rồi, mà kể cả đến cái lúc mà bảo là em không biết ấy, thì cũng phải gọi là show được từ vựng đi. Mà phần này nhé, đặc biệt là cái phần nào mà các bạn sẽ biết ấy, câu nào mà các bạn biết trả lời ấy, thì các bạn cứ càng show càng nhiều từ vựng càng tốt, vì part 3 chính là cái phần mà giám khảo quan tâm nhiều đến từ vựng nhất của các bạn luôn, đặc biệt là phần từ vựng về chuyên ngành, topic related words là các bạn người ta rất quan trọng. Đó, thế nên là các bạn ở phần 3 này các bạn sẽ focus on lexical resource, đúng không nào? Đó, rồi, ok. Thì tức là tóm lại nhé, ở cái tip số 3 này các bạn phải strategic, tức là các bạn sẽ phải có một cái chiến lược làm bài. Ở phần 1 tập trung vào pronunciation, fluency. Phần 2 tập trung vào grammar và coherence. Phần 3 tập trung vào từ vựng, lexical resource. Alright? Rồi, và that is like everything that I want to tell you for today. And my very last advice that you guys should keep calm. Đúng không? Chúng mình phải keep calm, chúng mình phải bình tĩnh, tự tin, không cay cú, đúng không? Không sợ sệt giám khảo. Đó, thì chúng mình vào phòng thi chúng mình mới có thể thể hiện được hết cái khả năng của mình được, đúng không? Chứ bây giờ mình mà cứ bị cuống lên, đúng, các bạn tim đập chân run, đúng không nào? Thì làm sao mà có thể show được hết tất cả khả năng của mình, đúng chưa? Rồi, ok. Thì phần chia sẻ của mình thế hôm nay thì đến đây là hết rồi. Thì mình có nhìn thấy có một trong lúc mà mình hỏi thì có một số bạn có hỏi về một số các cái câu hỏi ấy.
thì chắc là mình sẽ chờ để move on đến cái phần Q&A rồi, đúng không? Mình sẽ move on sang phần Q&A với phần sau nhờ chị Linh nhỉ? Right? Ok, cảm ơn chia sẻ của Đức và chị Minh rất nhiều ạ. Wow, phải nói là mình có một số lượng câu hỏi rất 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 lớn ở trong chat box, ở trong Zoom ạ, dành cho hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng như là cho IDP. Chắc là em sẽ xin phép được hỗ trợ mọi người để đưa ra câu hỏi của thí sinh cho các anh chị nhé. Và cũng như là có thể hỗ trợ để trả lời một số câu hỏi liên quan đến KTIELTS ạ. Có thể là trong thời lượng chương trình hôm nay thì có đâu đó là có thể là sẽ chưa thể trả lời hết được các câu hỏi của các bạn. Vậy thì các bạn hoàn toàn có thể inbox cho fanpage và IDP để được hỗ trợ thêm các thông tin này nhé. Ok, mình sẽ đi qua một lượt các câu hỏi của các bạn thí sinh ạ. Có rất nhiều câu hỏi dành cho chị Minh và chú Đức. Okay. Em ơi, không, không hay là để chị lựa rồi chị trả lời được không? Dạ vâng, được ạ. Thế chị Minh vừa đấy cũng có trả lời. Dạ vâng. Rồi ok ha, thì có một vài cái về writing thì chị sẽ pick ra ba cái câu mà các bạn thường hỏi rồi chị trả lời cho các bạn luôn được không? Rồi ok, thì mấy bạn có hỏi là về paraphrasing á, paraphrase là thế nào, mình để paraphrase là cái đoạn văn của mình. Thì nếu các bạn học IELTS thì các bạn sẽ biết là paraphrase là một kỹ năng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Ví dụ có cái đề này, các bạn phải paraphrase lại nó thành những cái cụm từ để mấy bạn viết introduction, mấy bạn viết conclusion, mấy bạn viết topic sentences đó. Và cách để paraphrase là gì, là mình sẽ paraphrase, ví dụ nó đang thành là noun thì nó thành verb, một chỗ là theo word form là dễ nhất. Còn paraphrase thứ hai á, nó sẽ theo cái gọi là dùng từ đồng nghĩa ha. Thì cái việc mà dùng từ đồng nghĩa nó bắt buộc các bạn phải có được cái vốn từ vựng để mà bạn có thể đồng nghĩa với nhau. Thì cái cách này á, là cái khi mà bạn muốn dùng từ đồng nghĩa thì bạn nên học thêm một cái chùm từ vựng ha. Ví dụ như là khi mà cô học á, thì cô sẽ có một cái từ ví dụ như là responsibility đi ha. Thì cô sẽ học thêm collocation là verb đi với responsibility, adjective đi với responsibility. Xong rồi cô sẽ học thêm những cái từ đồng nghĩa của từ responsibility nữa. Thì trong IELTS á, nó có một vài từ mà mấy bạn sẽ xài trong tất cả những cái topic luôn. Ví dụ như là từ từ mà sao hơn, ok, worsen đi ha. Worsen có nghĩa là gì? Bạn tác động lên cái gì đó, bạn làm cho cái gì đó nó tệ hơn là worsen. Thì có rất nhiều từ và nó sẽ paraphrase chữ Watson này luôn. Thì mình khi mà mỗi lần mình nhớ cái chữ Watson á thì mình nhớ luôn cả những cái từ mà nó synonym của cái từ Watson này. Ví dụ như là từ là aggravate, exacerbate kiểu vậy. Thì mình sẽ học từ theo một chuỗi những cái synonym, là cứ mỗi lần mình tới cái từ đó là mình sẽ activate được cái cụm những cái cụm synonym với nhau ha. Rồi còn cái bí quyết để paraphrase á thì chắc là phải hẹn riêng một cái buổi khác ha. Rồi có nhiều bạn hỏi là bây giờ em thi IELTS như chấm thì em sẽ được học bổng toàn phần. Thì cô sẽ chia sẻ với bạn đó là cái việc mà khi mấy bạn thi IELTS á, thì cô nghĩ là bạn nên target là bạn đạt cỡ 7 for speaking ha Đức ha, với lại 7 for writing. Bởi vì sao? Hai cái điểm mà 7 này á, nó rất quan trọng. Bởi vì cái điểm 7 đó là một trong những cái benchmark mà nó khiến cho giám khảo rất là muốn. Thường là giám khảo là sẽ cho dưới 7. Còn những cái bạn nào mà đã trên 7 rồi là chắc chắn là rất là excellent và cái bài đó là tốt luôn. Và những cái bạn mà 7 for speaking and writing á, thường là mấy bạn khi mấy bạn đi học nước ngoài nó là một cái lợi thế cực kỳ quan trọng. Khi mà cô học với bạn Trung Quốc á, thì mấy bạn Trung Quốc mà học 6.5 IELTS thì khi mấy bạn đi học du học á, mấy bạn Trung Quốc thực sự là không giao tiếp được với những cái bạn trong lớp luôn. Cho nên là cô rất là encourage mấy bạn là bạn nên học IELTS mà 7.0 Writing and Speaking để mà mấy bạn có thể làm tốt những cái assignment trong lớp. Mấy bạn viết được những cái essay để bạn nộp học bổng đi học. Mấy bạn làm những cái bài học điểm cao. Thì tại vì bản thân cô là cũng nhờ writing tốt thì cô viết essay và cô đậu một cái học bổng để đi học thạc sĩ toàn phần. Thì thì nếu như mà với bạn nào ha mà có duyên đi mà học cùng cô mà bạn được writing mà 7.0 mà cô xét profile của bạn ok thì cô sẽ sẵn sàng là cô sẽ coaching với bạn lấy những cái học bổng luôn mà for free đó, cô là không có những cái đó là cô sẽ không có gì ấy hết. Thì mấy bạn nên đặt cái target đó cho mình đó để mấy bạn lấy được cái học bổng toàn phần, chứ cái điểm IELTS nó không phải là một cái criteria để mà người ta cho mấy bạn học bổng toàn phần đâu. Mấy bạn cần những cái profile, ví dụ như là mấy bạn là bí thư đoàn trường, mấy bạn làm những cái leadership, mấy bạn tham gia vào những cái chương trình thiện nguyện ha, thì nó sẽ mở cái cơ hội cho mấy bạn hơn. Rồi hồi nãy có một bạn hỏi cô về writing task 1 đúng không? Rất là easy. Bạn Tài rất là bạn Ngọc Tài là nãy giờ rất là tương tác với mình và hỏi rất là nhiều câu hỏi. Thì writing task 1 thì mấy bạn biết là với cô thì writing task 1 là một cái task rất là dễ dạy ha. Và cô sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí kíp ngắn gọn thôi, là với writing task 1 á, mấy bạn nên học theo language. Rồi, bây giờ đợi cô chút xíu.
có những, với cô trên task one dễ nhất là map ha. Còn cái khó là những cái bài compare, compare với lại train chart. Và mấy bạn nghĩ là những cái bài train đó, nó dễ, nhưng mà thật ra là nó rất là vary mỗi bài. Ví dụ như là mấy bạn có thể viết được những cái câu increase, decrease rất là đúng, rất là chính xác. Nhưng mà có những bạn ha, bạn hơi bị lạm dụng cái chuyện viết increase với decrease. Ví dụ như là khi bạn viết cả bài đó, bạn luôn luôn viết là the number of tourist increase, the number of tourists decrease, và nguyên một cái bài các bạn chỉ xài được cái subject duy nhất thôi là the number of tourists, xong các bạn cứ increase, decrease, rồi các bạn tả hết cái bài đó. Thì với cô đó là một trong những cái bài rất là máy móc, nó thể hiện là gì? Bạn không viết được câu, bạn không có đa dạng cái cách viết câu của các bạn được. Rồi cô sẽ xin share một cái screen ha. Rồi vậy thì nếu như mà là cô đi ha, thì ví dụ đây là một cái bài mà nó là compare giữa các đối tượng với nhau. Ha, ở đây mình có four situation để mà người ta sử dụng mobile phone. Thì một trong những cái việc mà quan trọng nhất khi bạn viết task one á là mấy bạn ai cũng sẽ biết viết compare đúng không? Giờ ví dụ như là cô có những cái mẫu compare sau mà tất cả những cái bài học về compare cô đều sẽ đưa cái list này ra, so sánh nhất, so sánh hơn kém, so sánh gấp mấy lần, so sánh dùng while, whereas, compare to, as opposed to, so sánh bằng nhau. Thì năm cái loại so sánh này, tất cả những cái bài so sánh các bạn, dù là nó là pie chart, dù nó là table hay whatever, mà chỉ cần là các bạn so sánh giữa các đối tượng trong cùng một bài thì chắc chắn các bạn sẽ dùng năm cái loại so sánh này, được không? Rồi vậy thì nếu như các bạn đã nằm lòng năm cái loại so sánh này ha, thì cái mà khác nhau giữa the task one này với the task one kia nó nằm ở việc mà diễn đạt. Các bạn có diễn đạt ra được những cái câu nó có nghĩa để các bạn tả cái hình như cái hình này không? Thì đây là nhiệm vụ của thầy cô ha. Thì thầy cô khi mà cũng dẫn thì cô sẽ phải hướng dẫn cho bạn là vậy thì ví dụ để tả một cái thằng gọi là public transport ở đây là lớn nhất đi, là 90% người dân sẽ dùng cái public transport này, so sánh với nó chỉ có 50% của người trên 65 thôi, và nó mark the largest age gap, nghĩa là sao? Cái khoảng cách giữa các độ tuổi là lớn nhất. Thì cô có rất là nhiều cách để cô diễn đạt cái câu này đó. Thì để cô, để có nghĩa là cái việc này là nó khó nè, đúng không đó? Nó sẽ vary giữa cái đề này với đề kia, mỗi cái đề nó sẽ có một cái cách viết câu khác nhau, và nó giúp cho mấy bạn diễn đạt được cái bài này, tả được cái thông tin này một cách chính xác nhất, chứ không phải là máy móc theo kiểu mà cả bài mấy bạn chỉ viết là ok thằng này hay rồi thằng kia, mấy bạn sẽ dùng hết toàn bộ những cái mẫu so sánh trong cái bài này. Thì đây là một trong cái cách mà cô hướng dẫn cho bạn học task one đó. Thì mình có thể tham khảo cách này thì mình sẽ tự tin hơn, đề nào mình sẽ deal được hết, nó chỉ khó ở cái chỗ mà viết câu này thôi. Rồi thì ba cái câu hỏi mấy bạn thường xuyên hỏi nãy giờ thì cô cũng trả lời rồi ha. Thì chắc là để cho thầy Đức đi, thầy Đức hỏi trả lời những cái thắc mắc về mặt speaking đi. Right. Thank you chị Minh và những chia sẻ của chị Minh. Thì em cũng hoàn toàn đồng ý với tất cả những cái mà chị Minh vừa chia sẻ. Thì đó, công nhận thì với IELTS Writing Task 1 thì đẹp chính xác đó là phải học cho language, thì nó sẽ làm các bạn có thể ứng dụng được nhiều hơn thay vì các bạn học theo bài. Lovely. Và mình thì mình cũng sẽ actually là mình đã tổng hợp được ba cái câu hỏi mà các bạn, nhiều bạn hay hỏi, mà không chỉ là nhiều bạn hỏi ở trên live này, mà các bạn còn có những cái bạn mà học mà gọi là nhìn ở gọi là học xem ở trên mạng, các bạn được hỏi rất là nhiều câu như thế, đúng không? Thế thì bây giờ nhá, thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn những cái câu như sau. Đầu tiên, các bạn thấy là nếu như mà đi thi IELTS, em nói accent anh hay anh Mỹ, hay là em nói cả hai accent thì em có bị trừ điểm hay không? Anh nói thật với mình nói thật với các mọi người nhá. Mình cảm thấy là giọng của mình ấy, nhiều người bảo mình giọng anh, giọng kiểu British accent. Thế nhưng mà với mình thì mình nghe thấy mình giọng giống kiểu giọng Đông Anh hơn là giọng anh bạn ạ. Đó, mình thấy là giọng của mình nó kind of like giọng hơi Việt Nam một tí, đúng không? Đó, so basically, nếu như mà các bạn muốn được, nhưng mà các bạn yên tâm nhé, là mình vẫn được 8.5 speaking. So you probably là accent nó không quan trọng đến như, nó không quan trọng các bạn ạ. Các bạn phải hiểu rằng là accent nó không nằm trong bất kỳ một cái marking criteria nào của IELTS speaking ở trong public version. Và các bạn hiểu rằng là chỉ có một cái, đó chính là pronunciation. Các bạn phải phát âm đúng. Kể các bạn có accent nào đi chăng nữa, nhưng mà các bạn phát âm đúng và dễ hiểu thì giám khảo vẫn cho điểm các bạn. Các bạn hiểu ý mình không? Đó, nên là don't worry about it. Kể cả các bạn nói giọng anh, các bạn nói giọng anh Mỹ, các bạn mix anh Mỹ, các bạn nói giọng anh Úc, kể cả các bạn nói giọng anh Ấn, hay là các bạn có thể thích thì nói giọng Đông Anh đúng mình chẳng hạn. Đó, thì các bạn vẫn đều có thể được đạt điểm phần speaking nhé, as long as là bạn có, là mình có thể fulfill được những cái criteria. Được không nào? Cái thứ hai đó sẽ là nhiều bạn hỏi mình về cái idioms. Và các bạn hỏi là thế bây giờ có bắt buộc là phải thì những cái idioms thì em nên dùng những cái idioms như thế nào, và em có bắt buộc phải dùng idioms trong bài không? Thì thực sự là các bạn phải hiểu rằng là trong IELTS thì trong cái phần lexical resource nó có nói đến một cái chữ nó gọi là idiomatic expressions.
But idiomatic expression nó sẽ khác với cả idioms thông dụng và nói chung. Bởi vì idioms, nếu như mà các bạn cứ coi như rằng là idioms nói chung ấy, ví dụ nhé, các bạn sẽ có như là once in a blue moon chẳng hạn, hoặc là out of the blue chẳng hạn, đúng không? To be on cloud nine, đúng không nào? Mấy cái mà các bạn hay nghe ở trên mạng á. Thì đấy nó là những cái idioms, là cả một cái cụm idioms nói chung. Nhưng mà ví dụ có những cái mà các bạn thể dùng nhiều hơn, thông dụng hơn trong bài. Ví dụ, for example, các bạn có thể là oh, his name doesn't really ring a bell to me, đúng không nào? Ring a bell là một cái cụm idiom các bạn thể dùng được. Hoặc là các bạn ví dụ như là mình là một cái người kiểu mình là người hay thức khuya chẳng hạn, đợt mình đi thi mình bị hỏi là thế em có hay thức khuya không? Thì mình cũng nói thật luôn là I am a night owl, đúng không? I am a night owl, tức là mình là một cái kiểu một con cú đêm, đúng không nào? Hoặc là mình dùng thêm một cái nữa là I usually pull an all nighter, đúng không nào? Tức là kiểu thức cả đêm luôn á. Đó, để có thể làm một cái việc gì đấy hồi mà mình còn đi học. Đó, kiểu mọi người hiểu ý không? Thì đấy, mình sẽ dùng những cái nó kiểu easy hơn. Mà đến còn những cái mà các bạn còn siêu gần gũi với các bạn ấy, mà các bạn dùng ấy mà các bạn không biết đó là idiom cơ. Ví dụ như là buổi sáng kiểu ôi buổi sáng mình uống cốc cà phê chẳng hạn, thì các bạn có thể là thay vì là I drink a cup of coffee chẳng hạn, thì các bạn có thể là I usually need to grab a cup of coffee on the way to work. Thì với cái grab a cup of coffee đã là một cái idiomatic expression rồi. Các bạn hiểu ý không? Nên là các bạn mà đánh mạnh nhiều vào idioms nó cũng không quan trọng đến thế. It doesn't matter. Đó, các bạn hãy nói một cách tự nhiên nhất. Đó, chứ còn mình hỏi thật nhé, tự nhiên mình kiểu người Việt với nhau cũng thế thôi. Tự nhiên 22 người đang nói chuyện ấy, xong tự nhiên lại nói câu thành ngữ tục ngữ, nó có vất vả không? Tự nhiên nói chuyện bình thường, các bạn có bao giờ nói chuyện bằng thành ngữ tục ngữ với nhau không? Ever kiểu tự nhiên kiểu đang nói chuyện kiểu ruột ôi bạn này à, ôi thẳng tính lắm. Đúng không? Thì bạn ấy nói là ôi bạn này ruột để ngoài ra ấy mà. Kiểu đấy nghe nó kiểu kind of weird, đúng không nào? Đó, nên là bên nước ngoài cũng thế thôi. Đó, idioms thì hãy chú ý khi sử dụng. Và cái cuối cùng có một cái mà từ nãy là mình có nhắc và có một số bạn đang hỏi lại. Đó là Discord Markers là cái gì? À, Discord Markers, chứ mình hay gọi là Discord Markers là cái là most underrated part of IELTS speaking. Các bạn không quan tâm Discord Markers. Thì Discord Markers là gì? Đó là những cái redundant words này, những cái từ nối cụm nối này, đúng không nào? Redundant words, ví dụ như là well, actually, no, well này, actually này, right, I mean, cái gì đấy. Hoặc là những cái từ mà theo kiểu từ nối như là however, for example, on the other hand, đúng không? On top of that, đúng không? Có rất là nhiều, hoặc là in addition. Những cái từ đấy thì nó đều được mang tính là Discord Markers. Even là có những cái cụm từ khi mà các bạn kể một câu chuyện chẳng hạn, có những cái từ như là initially, đúng không? After that, hoặc là cuối cùng là eventually chẳng hạn, for example, thì tất cả những cái đấy nó đều có là Discord Markers, và các bạn đều được tính điểm ở trong bài. Giám khảo người ta sẽ check note và người ta sẽ tính điểm ở trong bài cho các bạn nhá. Nên là các bạn đừng lo, các bạn sẽ phải sử dụng những cái đấy. Các bạn hay quên những cái đấy đi, mà các bạn quên hẳn luôn, các bạn không nói một cái nào, thì tự nhiên bài các bạn nó không tự nhiên hơn này, đúng không? Và nó giảm điểm về coherence của bài các bạn đi. Đó, thì đấy là ba cái câu hỏi mà mình đã chắt lọc được ở trong cái phần Q&A của các bạn. Nếu như mà có những cái câu hỏi gì thêm thì probably là chắc là chúng mình phải chờ đến các cái speaking session sau, đúng không? Đó, maybe là sẽ có thể là nhờ IDP này, có thể là đồng bên IDP là sẽ tổng hợp lại và chúng mình sẽ lại có những buổi chia sẻ khác, đúng không nào? Đó. Alright, thank you, thank you mọi người, thank you chị Minh. Pass on to Miss Hà Linh, please. Cảm ơn mọi người. Ngoài cái phần chia sẻ thì mọi người cũng đã trả lời các câu hỏi, tổng hợp các câu hỏi của thí sinh và trả lời rất là đầy đủ ạ. Thì ngoài các cái câu hỏi liên quan đến hai kỹ năng writing và speaking, thì ở đây Linh cũng có thấy một số các câu hỏi về cái TTIL trên máy tính. Mình sẽ tổng hợp lại một số câu hỏi và chia sẻ với các bạn như sau. Cái kỳ thi IELTS trên máy tính này là sẽ thi trực tiếp ở tại văn phòng IDP, chứ không phải là thi theo hình thức online khi mà mình ngồi tại nhà. Và các bạn sẽ có thể tham dự kỳ thi này ở tại Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đến vào website của IDP để tìm hiểu thêm các thông tin về kỳ thi IELTS, cũng như là tham dự thử, trải nghiệm thử các cái thao tác làm bài trên máy tính này để xem là cái hình thức thi này nó có phù hợp với mình không nhé. Cuối buổi ngày hôm nay thì IDP cũng sẽ gửi lại cho các bạn một số các cái đường link để các bạn có thể tham khảo trước các thông tin về kỳ thi cũng như là các cái hình thức đăng ký thi cùng với IDP ạ. Và vừa nãy thì các bạn thí sinh cũng có hỏi về việc các ưu đãi của IDP dành cho kỳ thi IELTS mà chị Xuân có vừa chia sẻ. Thì hiện tại thì trong tháng 7 thì IDP cũng có rất nhiều các chương trình hỗ trợ dành cho các bạn thí sinh. Nếu như bạn đăng ký thi cùng với IDP thì
thì các bạn sẽ nhận ngay được những cái bộ quà tặng online, bao gồm các cái khóa học online sử dụng trong vòng 30 ngày, hoặc là các cái tips làm bài, hoặc là các cái bộ video để phục vụ cho cái quá trình ôn thi của mình. Và ngoài ra thì với các bạn thí sinh đăng ký thi trên máy tính trong tháng 7 này thì các bạn cũng sẽ nhận được các cái voucher mua sắm trị giá tại IDP nhé. Ok, ngoài ra thì các bạn cũng có đặt câu hỏi liên quan đến các cái văn phòng của IDP, thì trên website của IDP và cũng như trong đường link của IDP cũng sẽ gửi cho các bạn sau buổi ngày hôm nay, thì sẽ có đầy đủ các thông tin để các bạn có thể truy cập và tìm hiểu, cũng như là có thể liên hệ với IDP qua hotline, qua số điện thoại hoặc là qua trực tiếp văn phòng IDP, và để có thể tham khảo thêm các thông tin về kỳ thi IELTS nhé. Trong thời điểm dịch bệnh hiện tại thì IDP hy vọng nhất là đấy là các bạn hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt, và tham dự các, nếu có điều kiện thì hãy tham dự các cái buổi hội thảo trực tuyến như thế này cùng với IDP để có thể có được các thông tin cập nhật về kỳ thi cũng như là các cái thông tin hữu ích với các vị khách mời liên quan đến các kỹ năng thi mà các bạn cần phải nắm được. Vậy thì trong buổi ngày hôm nay thì thực sự là thời gian có hạn nên là không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn thí sinh được, nhưng hy vọng là với gần 2 tiếng đồng hồ vừa rồi thì các vị khách mời của IDP cũng đã phần nào hỗ trợ cho cái quá trình ôn thi của các bạn. Và thì chúc các bạn chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cái hành trang thật là tốt, cũng như là tìm hiểu thật kỹ tất cả các thông tin liên quan đến kỳ thi để trước khi có thể chính xác gọi là tiền đấu với cả kỳ thi IELTS này, được không ạ? Ok, và thế thì thay mặt cho IDP thì cũng rất cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay cũng đã dành thời gian ưu ái dành cho IDP, cũng như là chia sẻ rất là nhiều các thông tin hữu ích cho các bạn thí sinh của IDP ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong một sự kiện nào đấy của IDP trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Các bạn thí sinh đến cùng mình và cảm ơn. Right, cảm ơn các em, cảm ơn chị Xuân, cảm ơn chị Minh, cảm ơn Miss Hà Linh. Right. Và chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi sau. Chúc các bạn thí sinh của chúng ta và chúc tất cả các vị khách mời của chúng ta trước hết là sức khỏe, đúng không ạ? An toàn mùa dịch, và có một buổi ngày cuối tuần thật là hữu ích cùng với nhau. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn các bạn thí sinh. Các bạn thí sinh mà đã tham dự cũng như là tương tác với IDP ngày hôm nay thì đừng quên là inbox cho fanpage của IDP các thông tin của các bạn. IDP sẽ hỗ trợ gửi các phần quà để cho các bạn, và cũng như là IDP sẽ gửi thêm các cái thông tin liên quan đến kỳ thi IELTS mà các bạn cần nắm được qua email của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời cũng như là toàn bộ các bạn thí sinh của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người. Chào các bạn.